Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1376, Thương Nguyệt Hội 2. Nhược hoan công tử đến từ vạn quốc liên minh, tổng cộng cũng chưa thấy qua mấy viên linh thạch trung phẩm, là tuyển đến từ tông môn, hơi nhiều hơn, nhưng có thể lấy ra mấy chục viên là tốt lắm rồi, 100 viên tuyệt đối không thể. Còn Tống Siêu, lúc trước Trương Huyền lừa dối, lấy ra một viên linh thạch trung phẩm cũng không dễ dàng, làm sao có thể một hơi lấy ra 100 viên. Nói cách khác, giá cả của đối phương, trừ Trương Huyền có thể thanh toán, những người khác ai cũng không bỏ ra nổi. Thật hắc, chê đắt, trong này ghi tin tức cặn kẽ của tất cả lão sư, chỉ cần tìm đúng lão sư, thành công đột phá đến danh sư ngũ tinh, Linh Thạch còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thấy vẻ mặt của mọi người, thanh niên vội nói. Danh sư kém một cấp bậc là cách rất lớn, danh sư tứ tinh kiếm Linh Thạch trung phẩm khả năng còn có chút khó khăn, nhưng đến ngũ tinh, muốn kiếm tiền liền dễ dàng hơn nhiều. Đa tạ, chúng ta không cần cái này. Thấy hắn tiếp tục chào hàng, Trương Huyền lắc đầu. Một trăm linh thạch, mua cái này, đối với hắn còn thật không cần. Chủ yếu nhất là, vừa rồi bàn tay tiếp xúc, trong đầu đã có một bản, thậm chí càng kỹ càng, biết tin tức nào là đúng, là sai. Không cần, sao có thể không cần, vào học viện tìm được lão sư thích hợp là vô cùng trọng yếu, tìm không thấy rất có thể sẽ không có cách nào tiến triển, cả đời bị vây ở năm nhất, cuối cùng bị đuổi ra khỏi trường. Không nghĩ tới những học sinh mới trước mắt này lại trực tiếp cự tuyệt, thanh niên ngẩn ngơ, vội mở miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Học sinh mới vừa tiến vào học viện, không hiểu rõ lão sư, rất dễ dàng bái sai môn đình, đến lúc đó coi như còn muốn sửa cũng không thể nào. Thật không cần, vừa rồi chúng ta đã mua một bản không cần thiết lại mua cuốn thứ hai. Trương Huyền nói, mua một bản. Thanh niên sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới cái gì, nhịn không được nói. Chẳng lẽ các người mua của chân dương hội, tin tức của bọn hắn không được đầy đủ, không cách nào so sánh được với chúng ta. Người nói chân dương hội, thương nguyệt hội này đến cùng là cái gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Người không biết, thanh niên trần chờ một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng đúng, các ngươi vừa tới học viện, không biết cũng rất bình thường. Học viện có rất nhiều học sinh tự phát hình thành tổ chức, đều là do học trưởng lợi hại nhất thành lập. Giống như thương nguyệt hội chúng ta, chính là Long thương nguyệt học trưởng một tay sáng lập. Mà chân dương hội, thì lấy tiết chân dương học trưởng vi tôn. Long thương nguyệt, tiết chân dương. Ân, hai vị này đều là học trưởng của học viện, mỗi một cái đều có thực lực cực mạnh, chỉ cần gia nhập tổ chức này, liền có cơ hội lấy được học trưởng ngoại khóa phụ đạo. Thanh niên mặt mũi tự hào, ngoại khóa phổ đạo, Trương huyền sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, có thể làm học viên năm thứ năm, chỉ sợ đẳng cấp danh sư đã đạt đến lục tinh hạ phẩm. Sau tứ tinh đỉnh phong, nửa bước ngũ tinh là năm nhất, ngũ tinh hạ phẩm năm thứ hai, ngũ tinh trung phẩm năm thứ ba, ngũ tinh thượng phẩm năm thứ tư, lục tinh hạ phẩm năm thứ năm. Học viện lão sư dạy học bình thường đều là một đôi, học sinh nhiều, khó tránh khỏi chiếu cố không được đầy đủ có thể được danh sư lục tinh hạ phẩm ngoại khóa chỉ điểm, quả thực sẽ có trợ giúp rất lớn với tu vi tấn cấp. Đúng vậy, trong học viện đâu đâu cũng có thiên tài, đều là danh sư, người không trổ hết tài năng, cũng chỉ có thể rớt lại phía sau, không chiếm được cơ hội thí luyện cùng tài nguyên. Chỉ có gia nhập những tổ chức này mới có thể tiến bộ tốt hơn. Thanh niên nói, đám người nhược hoan công tử, là tuyển nghe nói như thế, tất cả đều nghiêm nghị bọn họ không có thiên phú và năng lực như trương sư muốn ở trong lớp tất cả đều là thiên tài làm cho người chú ý là căn bản làm không được không được chú ý liền không chiếm được tài nguyên tốt hơn không chiếm được cơ hội tốt làm không cẩn thận liền sẽ phí thời gian một đời cho nên gia nhập những tổ chức học sinh này cũng là chuyện không có cách nào được rồi những chuyện này về sau các ngươi khẳng định đều sẽ biết chân dương hội làm giáo chức công tế giải tin tức không được đầy đủ vẫn là mua của thương nguyệt hội chúng ta, Long thương nguyệt học trưởng của chúng ta ở năm thứ 5 thi đấu bài danh là cao hơn tiết chân dương học trưởng nhiều. Thanh niên lắc đầu không nói thêm chuyện này nữa, tiếp tục chào hàng. Đa tạ, thực tình không cần. Nếu như thứ này một hai viên linh thạch trung phẩm, hắn liền mua, một trăm viên, rõ ràng là cứng rắn đoạt, làm sao có thể đáp ứng. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Không mua, vậy không được, các ngươi đã mua chân dương hội, nhất định phải mua của thương nguyệt hội chúng ta, nếu không, chẳng khác nào đắc tội thương nguyệt hội chúng ta, về sau ở trong học viện, phiền phức chỉ sợ không thể thiếu. Thấy nói nhiều như vậy, mấy người cũng không mua, thanh niên sầm mặt lại, thái độ không còn nhiệt liệt như vừa rồi, ngược lại để lộ ra uy hiếp. Phiền phức không ít, làm sao, người đang uy hiếp chúng ta. Trương Huyền sướng sờ, uy hiếp, này cũng không tính, mà là hảo tâm nhắc nhở, mặc dù danh sư học viện đâu đâu cũng có danh sư, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, không hòa bình giống trong tưởng tượng. Thanh niên khẽ nói, chương 1377, gặp lại nữ tử áo trắng một. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Đối với uy hiếp của hắn, Trương Huyền không thèm để ý, mà cười khanh khách nhìn qua. Học viện hàng năm tài nguyên chỉ bấy nhiêu, thí luyện cũng chỉ vài lần như vậy, thậm chí danh ngạch làm việc ngoài giờ cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Đắc tội thương nguyệt hội chúng ta, hoàn toàn có thể có năng lực để ngươi một năm lấy không được một lần thí luyện, không chiếm được một học phần." Thanh niên nói, thân là một tổ chức học sinh khổng lồ, để một đám tân sinh không dễ chịu vẫn là cực kỳ đơn giản. Trừ khi, uy hiếp một câu, thanh niên tiếp tục nói, "gia nhập thương nguyệt hội chúng ta, chỉ cần gia nhập sẽ nhận được bảo hộ, những người khác không dám gây phiền phức cho các ngươi, cũng không ít thí luyện, học trưởng sẽ chủ động xin, dẫn mọi người hoàn thành Mấu chốt nhất là, hiện tại gia nhập, có thể đưa cho các người một bản giáo trước công tế giải, không cần mua. Gia nhập thương nguyệt sẽ nhiều chỗ tốt như thế, vậy cuối cùng muốn chúng ta làm những gì? Nhược hoan công tử nhịn không được nói. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, đối phương cho nhiều chỗ tốt như vậy, nếu như không có mục đích, đánh chết bọn họ cũng không tin. Rất đơn giản, sau khi trở thành hội viên, phải lấy Long Thương Nguyệt học trưởng Vi Tôn, hàng năm nộp lên một điểm học phần hội phí, thời điểm nhàn rỗi, chăm sóc buôn bán cho học hội. Thanh niên gật đầu, nộp lên hội phí, chăm sóc buôn bán. Mọi người yên lặng, quả nhiên giống như suy đoán, nhận được chỗ tốt, tự nhiên cũng phải bỏ ra đồ vật. Không nói trước học phần bọn họ một điểm không có, cho dù có, muốn kiếm lấy cũng cực kỳ gian nan. Hàng năm nộp lên một điểm, xem như một khoản tiền lớn. Cảm thấy hội phí rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng có chút rung động. Nếu như hiệp hội có 100 người, há không cho thấy, vị Long Thương Nguyệt kia, cái gì cũng không cần làm, liền một năm có thể kiếm lấy 100 học phần sao? Khó trách muốn thành lập loại hiệp hội này, không tiếc hao tổn thời gian, hỗ trợ chỉ điểm, nguyên nhân ở đây. Còn buôn bán, không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng. Học hội vận chuyển, ăn uống ngủ nghỉ, đút lót quan hệ, liền phải có tiêu hao, tất cả mọi người là danh sư, đủ loại phụ tu chức nghiệp rất nhiều, hỗ trợ luyện chế đan dược luyện khí đều có thể kiếm tiền. Tựa như thanh niên trước mắt bán ra giáo trước công tế giải nhận được ích lợi khẳng định cũng phải giao lên. Không sai, hiện tại các người có hai lựa chọn, hoặc là mua sắm, hoặc là nhập hội. Nếu không liền đợi về sau phiền phức đến đi. Giải thích hết, thanh niên khẽ nói. Trương sư, đám người nhược hoan công tử tống siêu đều đồng loạt nhìn qua. Thật không tiện, chúng ta không mua cũng sẽ không nhập hội. Trương Huyền lắc đầu. Hắn một chút hứng thú cũng không có. Cái học hội phế vật này, chẳng lẽ còn có thể càng thêm thuận tiện hơn sư đệ của thập đại trường lão. Người sau cũng không cần, cái này làm sao có thể gia nhập. Có gan, hy vọng sau khi bái sư kết thúc, các người có thể tìm được chỗ dựa, nếu không, liền đợi thương nguyệt hội chúng ta tìm phiền toái đi. Thấy mấy người trước mắt, căn bản không để ý tới hắn, thanh niên hung giữ hừ một tiếng, vung tay rời đi. Trương sư, nếu như bọn họ thật tìm phiền toái, thì làm sao bây giờ? Trên mặt đám người tống siêu có vẻ lo lắng. Bọn họ không có năng lực cùng chỗ dựa như Trương Huyền, đắc tội một tổ chức lão sinh như vậy, một khi bị trả thù, chỉ sợ thật sẽ vô cùng phiền phức. Bái sư trước lại nói, coi như bọn họ là lão sinh, nơi này là danh sư học viện, cũng không dám quá phận, thật dám tìm phiền toái, ta sẽ đi tìm mi viện trưởng cùng triệu viện trưởng. Trương Huyền vẫy tay tất cả mọi người là danh sư, coi như đối phương muốn tìm phiền toái, khẳng định cũng ở trong quy tắc, cùng hắn chơi quy tắc. Mình tuyệt đối có thể chơi bọn họ sụp đổ. Đừng nói một học hội, coi như thập đại danh sư gộp lại, cùng hắn chơi, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Được rồi, chúng ta liền dựa vào ngươi. Nghe được lời hứa của hắn, mọi người an lòng không ít, tiếp tục đi đến thông đạo. Dọc đường lại gặp được mấy đợt, cái gì thẩm nguyệt hội, yêu ma hội, đều là một ít tổ chức học sinh, mời bọn họ gia nhập, hoặc là mua sắm tình báo của bọn hắn. Trương Huyền lại tùy tiện sờ soạn mấy quyển, phát hiện đều không kém của thương nguyệt hội nhiều, tất cả đều nói khéo từ chối. Nhìn thấy mấy tân sinh, đồ vật gì cũng không mua, liền đần độn tiến lên nghe công khai khóa, mấy lão sinh bán ra tình báo, tất cả đều mặt mũi đồng tình. Tân sinh, đầu tiên là lựa chọn lão sư, thứ hai chính là chọn một học hội, nếu không, một khi cô lập đi ra, phiền toái vô số, đừng nói học phần, chỉ sợ ở cũng không ở được. Không thèm để ý những lão sinh tự cho là đúng này, mấy người tới gần thông đạo công khai khóa. Thông đạo chất đầy người, xếp thành đội ngũ thật dài. Đưa mắt nhìn đi, trên đài cao, một lão sư đang giảng bài, thanh âm vang vang, mặc dù phía dưới nhiều người, vẫn có thể vang vọng ở bên tai như đơn độc truyền âm. Con đường tu luyện, ở chỗ dụng tâm, hợp linh cảnh, linh nhục hợp nhất. Muốn luyện hồn, đầu tiên luyện tâm. Là trung niên chừng 40 tuổi, trên đài cao ghi chú họ tên cùng học viện. Là lão sư của luyện đan học viện, lục tinh trung phẩm, nói nội dung là pháp quyết tu luyện hợp linh cảnh. Trương Huyền nghe vài câu, âm thầm gật đầu. Mặc dù kém hắn giảng bài rất nhiều, cũng có không ít chỗ sai lầm, nhưng lại không thể không nói, mở ra lối riêng cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn mới, đổi lại những người khác nghe khóa này, khẳng định sẽ nhận được dẫn dắt cực lớn ở trong hợp linh cảnh đi càng xa. Mà đối với hắn liền không có tác dụng gì. Chương 1378, gặp lại nữ tử áo trắng hai. Đây là lão sư của luyện đan học viện, giảng bài không tệ, hơn nữa tài đại khí thô, làm học sinh của hắn, ở chỗ hắn mua sắm đan dược sẽ tiện nghi hơn bên ngoài không ít. Hắn hạ giọng, trên thư tịch giới thiệu liên quan tới vị lão sư này, kỹ càng nói cho đám người nhược hoan một lần. Mấy người này và Trương Huyền cùng một chỗ trải qua danh sư thi đấu, biết tên này có bản lĩnh không lật sách cũng có thể nhìn thấy nội dung, đối với hắn nói ra những chuyện này, không có quá kinh hãi ngoài dự đoán, toàn bộ dụng tâm ghi nhớ. Công khai khóa, mọi người cơ bản đều là trước nghe một lần, còn lựa chọn ra sao, trở về tinh tế cân nhắc, dù sao chỉ cần trong vòng 3 ngày bái sư thành công là được, không cần thiết lo lắng. Tiếp tục đi thôi. Nghe một hồi biết đặc điểm giảng bài cùng trình độ năng lực của lão sư này, mọi người tiếp tục đi đến phía trước. Vị lão sư kế tiếp là y đạo học viện, tu luyện cùng y đạo kết hợp, để cho người ta miễn trừ tai họa ngầm. Học tập hắn, tiến bộ khả năng không mau bằng lão sư của luyện đan học viện, nhưng thân thể tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, cơ sở đánh kiên cố, đối với về sau tu luyện, sẽ có chỗ tốt càng lớn. Trương Huyền giới thiệu, danh sư đều có phụ tu, những phụ tu này thành tựu 10 đại học viện chỉ cần lựa chọn một cái liền nhất định bày nghề nghiệp này ở vị thứ nhất sau danh sư như vậy cũng có chỗ tốt thật giống như vừa rồi hắn nói đi vào luyện đan học viện đan dược khẳng định tiện nghi nhận được tương đối dễ dàng đi vào y đạo học viện thì nghiên cứu thân thể càng thêm thấu triệt tu luyện chú trọng cơ sở hơn luyện khí học viện chú trọng luyện thể thuần thú học viện bồi dưỡng thú loại thư hỏa viện đào giá tình ý để tâm cảnh tu luyện mau lẹ. Tóm lại, mỗi học viện đều có sở trường từng người, học sinh chỉ căn cứ sở thích cùng am hiểu của mình lựa chọn liền được, không cần xoắn xuýt quá nhiều. Lại dạo qua một vòng, Trương Huyền càng nghe càng không hứng thú, tìm chỗ vắng người ngừng, lấy ra một bản thư tịch trống không, vừa rồi từ mấy đại học hội lấy được tin tức, toàn bộ sao chép một lần. Cái này là tin tức của các lão sư công khai khóa, các người lẫn nhau truyền đọc một chút. Căn cứ cái này tìm lão sư thích hợp mình liền được. Có Thiên Đạo thư viện sửa sang lại, tin tức chuẩn xác, không có bất kỳ sai lầm, bọn họ tìm lão sư cũng có thể miễn trừ đường quanh co, không cần bản thân lại đi theo. Ân. Đám người nhược Hoan công tử gật gật đầu. Có thứ này, kết hợp với nghe giảng bài, quả thực không cần tiếp tục phiền phức Trương sư. Tốt, chính các ngươi xem đi, ta đi dạo một chút. Cho đối phương thư tịch, Trương Huyền duỗi lưng, đang định rời nơi này đi kinh hồng học viện hoặc ma âm viện nhìn xem, đột nhiên nhìn thấy cái gì, toàn thân chấn động. chẳng lẽ là nàng? chỉ thấy trong đám người một thân ảnh thanh nhã chậm rãi tiến lên, là một bóng lưng, một bộ bạch y. mặc dù đi ở trong đám người chen chúc, nhưng nhìn không ra khó chịu cùng bất an, ngược lại cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh an tường. loại cảm giác này giống như nữ tử áo trắng ban đầu ở trong núi rừng huyễn vũ đế quốc không lưu lại họ tên kia giống nhau như đúc lúc trước từ biệt, không tin tức, vốn cho rằng kiếp này khó gặp nhau, chẳng lẽ? Chính là vị này. Sợ là ảo giác của mình, nhìn kỹ qua. Thân ảnh bạch y chậm rãi tiến lên, đám người chung quanh ngăn chặn, giống như bị một cỗ lực lượng đặc thù đẩy, tránh ra một lối đi, mà những người này lại không cảm thấy chút nào. Thực lực thật mạnh, con người hắn co rụt lại. Đây là một loại lĩnh ngộ không gian. Người xung quanh, rõ ràng rời đi vị trí, nhưng ở trên cảm giác lại như đứng tại chỗ, năng lực cao minh như thế, xem như hắn cũng làm không được. Chẳng lẽ không phải? Trương Huyền cũng có chút hoảng hốt. Nữ tử áo trắng kia, mới vừa lúc bắt đầu, cảm giác thực lực không mạnh, cho nên mới phấn đấu quên mình đi cứu người, nhưng về sau, nàng để linh hồn của mình cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, không có thiếu hụt. Phần năng lực này, liền vượt qua tưởng tượng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, khẳng định là che giấu thực lực cụ thể mạnh cỡ nào, thật đúng là không rõ ràng. Quan sát, tinh thần khẽ động, Trương Huyền lập tức sững sờ. Chẳng lẽ nàng không dùng võ kỹ? Vốn nghĩ người này điều động không gian, khẳng định là dùng võ kỹ, dùng thiên đạo thư viện dò xét tra lai lịch một chút, kết quả lại phát hiện, thư viện cái gì cũng không có hình thành. Nói cách khác, người phía trước không có vận dụng võ kỹ. Nếu không thư viện không có khả năng dò xét không ra. Cho đến trước mắt, còn không có đồ vật thiên đạo thư viện dò xét không được hô trong lòng nghi hoặc đang muốn đi đến phía trước nhìn xem nữ tử phía trước giống như cảm ứng được ánh mắt của hắn quay mặt lại một dung nhan xinh đẹp xuất hiện không phải nữ tử áo trắng kia thì là ai dù lúc này trên mặt đối phương như mang theo ngụy trang đặc thù nào đó có điều căn bản không gạt được minh lý chi nhãn của hắn có thể tùy ý nhìn ra chính là nữ hải lúc trước ở trong dãy núi bị vô số linh thú vây công. Lại khó nén kích động trong lòng, vội vàng đi tới, Trương Huyền nhịn không được mở miệng. Ngươi, sao ngươi ở đây? Nữ hài như đang tìm cái gì, nghe được thanh âm, lúc này mới phát hiện là hắn, con mắt cũng sáng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, như trăm hoa đua nở. Trương 1379, ngươi là lão sư. Một. Nữ tử này như tự mang lấy một loại u nhã cùng thản nhiên, nhất là cười lên, xinh đẹp không nói ra được, ngay cả triệu nhã mở ra thể chất tới so sánh, tựa hồ cũng kém một mảng lớn. Chẳng lẽ, người cũng là học sinh của học viện? Ngăn chặn kích động, không để cho mình thất thố, Trương Huyền nhịn không được nói. Chẳng biết tại sao, ở trước mặt cô gái này, hắn sẽ kìm lòng không được khẩn trương, thậm chí có chút không biết làm sao. Lúc trước ở trước mặt những người khác là chưa bao giờ có. Hắn ở đây là bởi vì trở thành học sinh của danh sư học viện, đối phương cũng xuất hiện ở đây, sẽ không phải cũng là học viên chứ, nếu như thế này liền tốt, khẳng định có thể ở chung thời gian rất lâu. Nữ tử lắc đầu, không phải, trương huyền sướng sờ, cái kia, ngươi là người thân của trưởng lão nào đó. Danh sư học viện, quản lý xâm nghiêm, trừ học viên cùng lão sư, hầu như ai cũng không vào được. Có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là nữ nhi hoặc thân thích của trưởng lão nào đó, nếu không, sao có thể đến nơi này, lại không bị phát hiện nữ tử lắc đầu lần nữa vậy trương huyền vào đầu đang muốn tiếp tục suy đoán thân phận của đối phương liền nghe một thanh âm thanh nhã vang lên bên tai đi theo ta ngay sau đó liền thấy nữ tử áo trắng đi thẳng về phía trước người biết nói chuyện trương huyền ngẩn ngơ trước đó ở trong sơn mạch đối phương một câu không nói còn tưởng rằng không biết nói chuyện không nghĩ tới chẳng những biết nói thanh âm còn dễ nghe như thế đương nhiên biết nữ tử áo trắng lườm hắn một cái, mỉm cười. Cái tên này, giống như đồ đần vậy. Trước đó ở huyến Vũ Sơn Mạch, nàng ra tay đánh chết một linh thú hung mãnh, nhận được vô số linh thú cảm kích. Những linh thú này, cùng một chỗ đến báo ân, sợ quấy dày bản thân, lặng lẽ tập hợp, kết quả lại bị tên này cho rằng là vây công, nhất định lôi kéo nàng nhảy xuống đầm nước. Kìn ở dưới nước lặn thời gian dài như vậy, còn tự cho là cứu nàng một mạng, để cho người ta dở khóc dở cười. Mặc dù thoạt nhìn ngốc như vậy, nhưng cũng là một mảnh hảo tâm, nàng mới không có vạch trần ở trước mặt. Vốn cho rằng là bèo nước gặp nhau, về sau khó gặp nhau nữa, hắn giúp mình một lần, bản thân cũng giúp hắn một lần liền xong, không nghĩ tới ở đây gặp gỡ lần nữa. "Ngươi là học sinh nơi này?" Nữ hài vừa đi về phía trước, vừa hỏi. "Ân, ta là tân sinh năm nay mới tới, hôm qua mới thông qua nhập môn khảo hạch. Lúc trước gặp mặt, ở Huyễn Vũ Đế quốc còn không có xuất phát." Trương Huyền gật đầu. Đây không phải bí mật gì, cũng không có gì có thể giấu giếm. A -hát, nữ hài nhẹ gật đầu, trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai là mới vừa thi vào học viên, khó trách xuất hiện ở đây. Người chọn lão sư chưa? Trong lòng hơi động, nhớ tới cái gì đó, nữ hài hỏi. Còn không có tuyển, cũng không có ý định tuyển. Trương Huyền lắc đầu. Không có ý định tuyển. Nữ hài kỳ quái. Vì cái gì? Tới trường, không chọn lão sư, làm sao học. Không có gì, chính là không tìm được thích hợp. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng. Không phải hắn không muốn giải thích, mà là không dám, vạn nhất nói trình độ lão sư nơi này không được, giảng bài đối với hắn không có tác dụng. Chỉ sợ sẽ bị lão sư võ thuật vây công đánh chết. Muốn tìm giảng lão sư gì, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm, có thể giúp người tuyển một chút. Nghe được nguyên nhân này, nữ hải nói dù đối với lão sư học viện không hiểu rõ lắm nhưng ánh mắt nàng cũng không tệ lắm hẳn là có thể giúp đối phương tìm được một vị thích hợp cái này trương huyền vò đầu hắn căn bản không muốn tìm lão sư để hắn nói kỹ càng còn thật không biết trả lời thế nào phù hợp hắn ngay cả triệu viện trưởng mi viện trưởng cũng cự tuyệt các lão sư khác làm sao có thể phù hợp ta cảm thấy cái này cũng không tệ giảng giải công pháp cực kỳ kỹ càng từ cạn tới sâu, để cho người ta lại càng dễ học tập. Thấy hắn không nói, đi về phía trước mấy bước, nữ hài ngừng lại, chỉ một lão giả cách đó không xa đang giảng bài. Trương Huyền nhìn sang, phía trên ghi chú họ tên, là một vị trưởng lão của thiên công viện. Thiên công chức nghiệp, ngày ngày tiếp xúc với chính xác, tâm tư kín đáo, mặc dù lão giả này giảng giải cũng là phương pháp tu luyện hợp linh cảnh, nhưng an khớp rõ ràng, nhịp nhàng liên hoàn, như là mưu kế chắc chắn, không có kẽ hở, để cho người ta sau khi nghe lưu luyến quên về. Không ít tân sinh, đều vây ở bên cạnh, kích động khó tự kiềm chế, như muốn bái làm sư. Học sinh lựa chọn lão sư, lão sư cũng chọn học sinh. Rất nhiều lão sư lợi hại, coi như người muốn tuyển, cũng chưa chắc có thể được chọn. Vị này giảng bài trình độ cực cao, có lẽ có không ít người báo danh, hắn có thể tuyển chọn mấy cái, lại không biết. Vị trưởng lão này không tệ, có điều, Ta không thích hợp." Trương Huyền lắc đầu. "Được rồi, đừng giúp ta tuyển, ta tạm thời còn không có ý nghĩ bái sư, ngược lại là ngươi, tên gì, tại sao lại ở chỗ này?" "Ta." Nữ Hải dừng bước, đang muốn nói chuyện, liền nghe học sinh chung quanh trong nháy mắt kích động lên. Nghe nói học viện tới một vị mỹ nữ lão sư, cũng muốn lên công khai khóa, nhanh đi qua nhìn một chút. Vậy thì có cái gì có thể nhìn, tìm lão sư cũng không phải tìm đạo lữ xinh đẹp không tính là gì. Ta nghe nói, là danh sư đường chuyên môn sắp xếp đến rèn luyện, không đủ 20 tuổi, liền thành công khảo hạch danh sư lục tinh, ngay cả thập đại trường lão gặp gỡ cũng phải cung kính. chương 1380, ngươi là lão sư. 2. Thật hay giả? Thúc thúc của ta là lão sư, chuyện này hắn nói với ta, làm sao có thể giả? Nếu như có thể vào môn hạ của nàng, về sau khẳng định một bước lên mây thật là danh sư đường phái đến rèn luyện, tầm mắt cùng hiểu biết hoàn toàn khác biệt. Đúng, nàng tên gọi là gì? Vừa rồi ta mua giáo chức công tế giải, tại sao bên trong không có? Nàng là lão sư vừa tới, thương nguyệt hội, chân dương hội đều chưa thấy qua, tự nhiên không có tài liệu, nhưng ta nghe nói qua tên của nàng, hình như gọi. Lạc Nhược Hy, tên rất hay, chỉ là cái tên này, cũng đáng giá đi nghe giảng bài. Trong âm thanh nói thầm, vô số tân sinh, Lão sinh tràn đầy hưng phấn đi đến phía trước, sợ tìm không thấy vị trí. Mỹ nữ lão sư. Nhìn thấy mọi người hưng phấn như thế, Trương Huyền bất đắc dĩ. Trước kia thời điểm ở Hồng Thiên học viện, Thẩm Bích Như cũng là mỹ nữ lão sư. Lão sư xinh đẹp, chưa hẳn dạy học liền tốt. Chúng ta cũng đi qua đi. Nghe được chung quanh thảo luận, nữ hài lắc đầu, theo sau lưng mọi người đi thẳng về phía trước. Người cũng muốn nhìn mỹ nữ lão sư. Trương Huyền sướng sờ. Vị trước mắt này là nữ tử, làm sao cũng cảm thấy hứng thú với mỹ nữ lão sư. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ hài cũng không giải thích, theo sát ở phía sau, đi thẳng về phía trước. Trương Huyền đành phải theo ở phía sau. Không lâu sau, đi tới gần một đài cao, lúc này, phía trước đã chất đầy người, không biết bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn lên đài cao, chỉ thấy một lão giả đứng ở phía trên, đang thu thập cái gì. Cái đài cao này, xem bộ dáng là vừa vận tạo dựng phía trên hết thảy bài trí đều là mới thậm chí còn không sửa sang lại đầy đủ chỉ viết ba chữ lạc nhược hy cái khác không có gì cả người ở đâu ta làm sao không thấy tin tức của ngươi không có sai chứ sai nói đùa cái gì đó nhìn thấy lão giả trên đài kia không là luyện đan học viện chu trưởng lão chu trưởng lão chu trưởng lão nào luyện đan học viện còn có trưởng lão nào họ chu đương nhiên là chu phó viện trưởng chu phó viện trưởng tự mình tới sửa sang lại bàn giảng bài đúng vậy bởi vậy có thể thấy được học viện coi trọng lạc sư phía trước không ngừng nói thầm chu phó viện trưởng sắc mặt của trương huyền nghiêm túc luyện đan học viện ở trong thập đại viện đứng hàng thứ nhất trong đó địa vị của viện trưởng cũng nước lên thì thuyền lên đường đường phó viện trưởng tự mình tới sửa sang lại đài giảng bài xem ra vị lạc sư này quả thực rất được coi trọng Thế nào, có muốn bái vị lạc sư này làm thầy hay không? Thấy bộ dáng của hắn, nữ hài nhìn qua. Không muốn. Trương Huyền lắc đầu. Vì cái gì, người nhìn nhiều người như vậy đều muốn. Nữ hài không hiểu. Danh sư cùng cấp bậc, rất nhiều người đều muốn bái tổng bộ, mà sẽ không bái phân bộ. Bởi vì ánh mắt cùng hiểu biết không giống. Càng đến gần tổng bộ, tiếp xúc danh sư đẳng cấp càng cao, lý giải công pháp, tu luyện cũng càng sâu khắc, không phải là phân bộ có thể so sánh được. thật giống như là thất thất lúc trước. mặc dù chỉ là luyện đan sư ngô tinh, nhưng ở huyễn vũ đế quốc có thể dạy luyện đan sư cùng cấp bậc. không nói trước nàng giảng bài được không, coi như khá hơn nữa, khẳng định cũng sẽ không mạnh hơn ta. một người ngay cả ta cũng không bằng, vì sao phải bái nàng làm thầy? trương huyền thản nhiên nói, trong lời nói để lộ ra tự tin mạnh mẽ. tổng bộ tới lại như thế nào? chẳng lẽ giảng giải còn có thể kỹ hơn thiên đạo công pháp sao càng phù hợp đại đạo sao nói đùa cái gì đó lại nói mỹ nữ là mọi người vây đỡ nếu thật là mỹ nữ làm sao đến bây giờ còn không dám ra ngoài chỉ sợ không những không xinh đẹp như trong truyền thuyết làm không cẩn thận sẽ là cái xấu xí trương huyền cười cười tiếp tục nói mặc dù chưa yêu đương nhưng hắn biết ở trước mặt một nữ nhân tốt nhất đừng tán dương một cái khác nếu không khẳng định xù lông nữ hài này đẹp như thế, nếu như một mực nói người khác, chắc chắn sẽ không lưu lại hảo cảm, ngược lại sẽ để cho nàng chán ghét. Lại nói, cái gì mỹ nữ lão sư, là hài hước mà thôi. Người xinh đẹp hắn thấy cũng nhiều, thẩm bích như, triệu nhã, vương dính, mạc vũ, triệu phi vũ, lạc thất thất, ngọc phi nhi. Cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành. Cái gọi là mỹ nữ lão sư kia, nếu quả thật có tư sắc như những người này, khẳng định đã sớm nghe nói làm sao đến giờ mới biết được đoán chừng là danh sư học viện cố ý tuyên truyền mục đích là vì lấy lòng tổng bộ để nàng vui lòng mà thôi loại sự tình này cũng không phải chưa thấy qua không có gì kỳ quái xấu xí đôi mắt thanh tú của nữ hài trợn tròn đúng vậy yên tâm đi chắc chắn sẽ không xinh đẹp chờ nàng đi ra xem xét liền biết trương huyền nhẹ gật đầu vẻ mặt tự tin đang muốn tiếp tục nói chuyện chỉ thấy chu trưởng lão ở trên đài cao như nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, vội vàng bay tới, rơi vào cách đó không xa, ôm quyền nói với nữ hải bên người. Lạc sư, người đã đến, nhanh lên đài đi, đã chuẩn bị xong. Ân, nữ hải nhẹ gật đầu, nhìn lại Trương Huyền, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Ta xấu xí lắm sao? Ngươi, ngươi, chính là Lạc Nhược Hy, Lạc sư kia. Toàn thân Trương Huyền cứng đờ, con mắt lập tức trợn tròn. Ngươi không phải học sinh, ngươi là lão sư. Quyển 8, các học sinh của Trương lão sư. Chương 1381, Thiên đạo thư viện tấn cấp thượng. Một, Lần này đến phiên Trương Huyền bối rối. Hắn vẫn luôn nghĩ nữ hài tuổi tác tương đương hắn kia là học sinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là lão sư từ tổng bộ tới. Mới vừa nói nàng xấu xí, nháy mắt người ta liền xuất hiện ở bên cạnh, Trương Huyền không khỏi xấu hổ. Nói thật nếu như lạc nhược hy xấu xí mà nói chỉ sợ cũng không có người đẹp mặc dù không biết dùng phương pháp gì ngụy trang để cho người ta thoạt nhìn không kinh diễm như vậy nhưng ngụy trang qua cũng là mỹ nữ trong trăm có một không kém đám người triệu nhã chút nào nhất là khí thế siêu nhiên thoát tục trên người để cho người ta nhìn một cái liền rơi vào trong đó khó mà tự kiềm chế thấy ra hỏa đần độn này không biết làm sao lạc nhược hy cười cười cũng không trả lời thân thể nhảy lên, rơi vào trên đài. Thật đẹp. Đúng vậy, loại dung mạo này, trên hoa khôi bảng của học viện khẳng định cũng có thể sắp xếp thứ nhất. Đệ nhất, đệ nhất rất khó đi, ta là người yêu nghiệt hội, ta vẫn cảm thấy yêu yêu tỷ sinh đẹp nhất. Trái lại, ta cảm thấy đồng hân học trưởng đẹp nhất. Ta vẫn ưa thích phi nhi công chúa, học trưởng ta cảm thấy cua không được, nàng vẫn có khả năng. Muốn đổi theo phi nhi công chúa, nằm mơ đi, người không thấy hình viễn đuổi bao lâu cũng không có cách nào sao, nói thật, ta vẫn cảm thấy lạc thất thất rất có hương vị, đáng tiếc nàng ghét ta. Nhìn thấy lạc nhược hy rơi ở trên đài, phía dưới không khỏi xôn xao. Nghe được con mỹ nữ lão sư tới công khai khóa, không ít lão sinh đều tới, trước mắt lít nha lít nhít, từng người hưng phấn thảo luận. Học viện cũng có không ít mỹ nữ, mọi người thậm chí làm ra hoa khôi bảng, tiến hành bình xét. Nhưng mọi người đều có yêu ghét, ai là thứ nhất tranh luận rất lớn một mực không có kết luận mà thôi tại hạ lạc nhược hy là lão sư học viện mới tới không để ý tới phía dưới thảo luận lạc nhược hy nhẹ nhàng mở miệng thanh âm mang theo mị lực đặc thù khiến người ta say mê tiếng ồn ào huyên náo chung quanh lập tức an tĩnh lại nội dung công khai khóa của ta là ở hợp linh cảnh làm sao linh nhục hợp nhất hợp linh cảnh bắt đầu tu luyện linh hồn tu luyện vô ý rất dễ dàng xuất hiện hồn thể tách rời Lực lượng không cách nào phát huy đến cực hạn." Thanh âm nữ hài vang lên. Trương Huyền nghe một hồi, nhịn không được bội phục. Không hổ là danh sư từ tổng bộ tới, mặc dù nội dung giảng giải phổ thông, nhưng hết sức chính xác, nhắm thẳng vào đại đạo, ngay cả hắn cũng không có tìm ra chút vấn đề nào. Khó trách lúc trước hồn phách cùng thân thể hắn xung đột, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, lý giải đối với linh nhục, so với hắn hiện tại cũng không hề yếu. Vậy thì rất đáng sợ hắn là siêu tập vô số bí tịch tạo thành thiên đạo công pháp, tương xứng với hắn, xem ra lạc nhược hy này không đơn thuần là danh sư lục tinh, khẳng định tiếp thu qua danh sư tốt hơn chỉ điểm. Nếu không, không có khả năng bằng chừng ấy tuổi, liền lý giải hợp linh cảnh thấu triệt như thế. Rất nhanh, một bài giảng kết thúc. Bài học hôm nay liền nói đến đây, cuối cùng nói một chút tiêu chuẩn thu đồ của ta, thông qua ta đo lường là được, không thông qua, ta một cái cũng sẽ không thu lạc nhược hy khoát tay áo thông qua đo lường dạng đo lường gì đúng vậy còn xin lạc sư chỉ rõ mọi người từ trạng thái như si như say tỉnh táo lại biết có thể bái nàng làm thầy sẽ để cho tu vi tiến thêm một bước trong mắt tất cả đều mang theo chờ mong học thuộc lòng một canh giờ có thể đọc một vạn quyển sách ta sẽ thu hắn làm đệ tử lạc nhược hy nói một vạn bản tất cả mọi người nhoáng một cái thiếu chút nữa ngất đi coi như mọi người có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được nhưng một canh giờ dọc hơn trăm bản cũng rất lợi hại một vạn bản lật cũng lật không kịp làm sao đọc đổi lại khảo hạch khác hai ngày này cố gắng một chút có lẽ còn có thể làm được chuyện này là nhất định làm không được cái khảo hạch này chỉ sợ chiêu không đến học sinh đâu trương huyền cũng ngẩn ngơ một canh giờ đọc thuộc lòng một vạn quyển sách mượn nhờ thư viện có thể tùy tiện làm được thật muốn đọc thuộc lòng, khẳng định rất khó. Trừ khi ý thức ở trong thư viện. Trong thư viện lật sách, là không cần tốn thời gian, lại thêm ghi nhớ cũng nhanh hơn bên ngoài, một canh giờ có thể làm được, thậm chí càng vượt qua, những người khác. Đừng nói những học sinh này, coi như thập đại trường lão, có thể làm được hay không cũng không biết. Đưa ra điều kiện như vậy, chẳng lẽ Lạc Nhược Hy không muốn thu học sinh? Chu trưởng lão, chuyện này liền làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý nói xong nhẹ nhàng cười một tiếng lạc nhược hy từ trên đài cao nhảy xuống đi tới bên cạnh trương huyền đi thôi ân trương huyền gật đầu hai người sóng vai đi ra ngoài tên kia là ai hình như là tân sinh năm nay tới tân sinh tân sinh tại sao biết lạc sư hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ cũng không tệ lắm không biết làm sao không phải ta là ta thật tốt là trương sư không hổ là tân sinh lợi hại nhất ngay cả mỹ nữ lão sư cũng quyến rũ đi vì sao gọi quyến rũ nói khó nghe như vậy gọi là cám dỗ được không nhìn thấy lạc sư cùng một tân sinh rời đi rất nhiều lão sinh đau lòng nhức óc hận không thể thay vào đó tân sinh thì hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng cảm thấy mặt mũi có ánh sáng mặc kệ những nghị luận kia giờ phút này trương huyền cùng lạc nhược hy đã đi ra đám người dọc theo bên hồ rộng lớn của học viện chậm rãi tiến lên xuân ý giạt rào bốn phía đều là màu xanh lục nồng đậm, dương liễu rủ xuống như tóc đen, múa may theo gió. Sóng nước dập dờn, lóe ra ánh nắng tựa như vảy cá. Cùng lạc nhược khi chậm rãi tiến lên, mặc dù không có trò chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy cực kỳ yên tĩnh. chương 1382, Thiên đạo Thư viện tấn cấp thượng. 2. Trùng sinh hơn nửa năm, từng màn như nước gợn chảy xuôi trong đầu, làm lão sư, thu đồ, nhập học, truyền thụ thiên hạ, Thiên Huyền Vương quốc, Thiên Vũ Vương quốc, Hiên Viên Vương quốc, Vạn Quốc Liên Minh, Huyền Vũ Đế quốc, Hồng Viễn Đế quốc. Tu vi cũng từ chân khí cảnh, từng bước một tấn cấp đạt đến kiều thiên cảnh bây giờ. Tâm cảnh khắc độ, càng từ 0.1 đạt đến 19. 1, so với danh sư lục tinh cũng không hề yếu. Lưu sư, Trang sư, Khang sư, Mạc sư, Mi sư. Triệu Nhã, Lục Tầm, Lộ Viễn, Thẩm Bích Như, Mạc Vũ cả đám nhân vật ở trước mắt lóe lên. Luyện đan sư, thư họa sư, thuần thú sư, độc sư. Vô số chức nghiệp cùng thư tịch nhìn qua, rất nhiều tri thức xẹt qua thức hải. Âm âm, thời điểm hắn chính đắm trong những hồi ức, đột nhiên cảm thấy thư viện trong đầu kịch liệt oanh minh, ngay sau đó không ngừng lay động. Làm sao vậy? Con người hắn co rụt lại. Thiên đạo thư viện là chỗ dựa trọng yếu nhất của hắn cho đến trước mắt, trong đầu luôn vững như bàn thạch, làm sao sẽ đột nhiên đung đưa trong lòng ngạc nhiên có điều căn bản không cho hắn thời gian ngẫm nghĩ trong óc sôi trào cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng u ám ngay sau đó thân thể nhoáng một cái ngã trên mặt đất trước khi hôn mê dường như nhìn thấy lạc nhược hy lao đến thanh âm ngạc nhiên vang lên tại sao lại choáng thân thể sẽ không yếu ớt như thế chứ yếu ớt trương huyền muốn khóc lần trước là linh hồn cùng thân thể không cách nào hòa tan sinh ra va chạm mà bây giờ trời mới biết thư viện chơi đùa cái gì a à hát thật không phải ta yếu ớt mà là trùng hợp nói thật ta không những không yếu còn rất cường tráng thật nhưng những lời này còn không có nói ra ý thức liền thoát ly thân thể cả người hoàn toàn lâm vào tối tăm ý thức ở trong óc không ngừng quanh quẩn không biết qua bao lâu lúc này trương huyền mới chậm rãi tỉnh lại vội vàng mở to mắt lúc này mới phát hiện thế mà nằm ở khu tinh anh trên giường của mình Lão sư, người đã tỉnh. Ngay sau đó, nghe được một thanh âm hưng phấn, lập tức liền thấy một khuôn mặt trắng hồng xuất hiện ở cách đó không xa. Tiểu thất, sao ngươi lại ở đây? Trương Huyền sướng sờ. Không phải người khác, chính là ở Hồng Viễn Đế Quốc thu đồ đệ luyện đan. Lạc thất thất, từ địa cung đi ra, cùng đi Hồng Viễn Thành, có điều sau khi tới, liền sớm về học viện, không nghĩ tới thế mà tìm đến nơi này. Ta nghe triệu viện trưởng nói ngươi đã tới khu tinh anh, liền đến tìm ngươi còn chưa tới liền ở bên hồ nhìn thấy ngươi hôn mê bất tỉnh đành phải đưa ngươi trở về lạc thất thất nói ở bên hồ vậy trương huyền nhíu mày lão sư là muốn hỏi lạc sư nàng nhìn một chút nói ngươi không có gì trở ngại liền rời đi lạc thất thất nói rời đi trực tiếp đi trương huyền sửng sốt một chút trong lòng hơi có chút thất lạc nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng Đối phương cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, xem như nhận biết mà thôi, bản thân vô duyên vô cớ hôn mê, đường đường lão sư cũng không thể tự mình đưa về chỗ ở chứ. Thật muốn như vậy, tin tức truyền ra, lão sư cũng không cần làm nữa. Bất kể nói thế nào, thân phận bây giờ, hắn là học sinh, đối phương là lão sư, sư chính là sư, sinh chính là sinh, không có khả năng có quá nhiều gặp gỡ. Đúng vậy, Lạc sư nghe nói là hôm qua đến học viện sao lão sư lại nhận thức lạc thất thất nhẹ gật đầu tràn đầy nghi ngờ nhìn qua nghe nói vị lạc sư này là từ tổng bộ tới hôm qua mới cùng một sư tới danh sư học viện trương sư cùng với các nàng chung một chỗ từ huyễn vũ đế quốc đến nghĩ như thế nào cũng không có gặp nhau không có khả năng nhận biết a hát ta ta cũng là cơ duyên xảo hợp đúng rồi các ngươi đều họ lạc chẳng lẽ trước đó không biết trong lòng trương huyền hơi động lạc nhược hy cùng lạc thất thất đều họ lạc. Đều là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một, có thể trước đó liền nhận biết hay không. Họ lạc nhiều lắm, làm sao có thể đều biết. Lạc thất thất cười lắc đầu. Vị lão sư này của mình, bình thường thật thông minh, làm sao lúc này lại mắc hồ đồ rồi. Mặc dù lạc gia không phải thế gia vọng tộc, nhưng toàn bộ danh sư đại lục, nhân khẩu dày đặc, mang họ này không có một tỷ, cũng ít nhất có 800 triệu, làm sao có thể đều biết. Cũng phải, trương huyền vò đầu vừa rồi là tâm huyết dâng trào vì tiện hỏi ra miệng không nghĩ tới nhiều như vậy ta hôn mê bao lâu từ trên giường ngồi dậy trương huyền hỏi đã ba ngày lạc thất thất nói ba ngày trương huyền giật nảy mình lần trước bất tỉnh ba ngày lần này lại ba ngày làm sao gần đây hôn mê số lần càng ngày càng nhiều thời gian cũng dài như vậy đúng vậy tân sinh học viện đều đã bái sư xong Lạc thất thất cười khổ lắc đầu. Vị lão sư này hôn mê cũng thật không phải lúc, tất cả tân sinh đều ở trong ba ngày này bái sư, hắn lại trực tiếp ngủ. chương 1383, Thiên đạo Thư viện tấn cấp hạ. Một, nhưng căn cứ nàng hiểu rõ lão sư, hẳn là sẽ không thèm để ý. Nguy viện trưởng, triệu viện trưởng có tâm tư thu đồ, thu sư đệ cũng cự tuyệt, làm sao có thể đi bái lão sư khác của học viện làm thầy. Được rồi, quả nhiên, nghe được nàng nói trương huyền lắc đầu trên mặt cũng không có quá để ý ngược lại quan tâm tới người khác đúng rồi vị lạc sư kia cuối cùng thu mấy học sinh lạc sư nàng hình như một cái cũng không có thu điều kiện của nàng quá hà khắc trong vòng một canh giờ đọc thuộc lòng một vạn quyển thư tịch cái này là không thể nào làm được lạc thất thất lắc đầu một cái cũng không có thu trương huyền kỳ quái nếu là học viện lão sư làm sao sẽ một học sinh cũng không thu đúng vậy cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết dù sao tất cả mọi người đều rất kỳ quái lạc thất thất cũng không biết rõ theo như truyền thuyết lạc nhược hy này là tổng bộ phái đến rèn luyện đã như vậy khẳng định phải thu học sinh truyền giáo mới coi như hoàn thành nhưng điều kiện hà khắc như thế còn thu thế nào cái này rõ ràng là đuổi người a hát chờ tìm cơ hội hỏi một chút đi nghĩ một lát Trương Huyền cũng nghĩ không thông nguyên nhân gì, đành phải lắc đầu. Không đi nghĩ sự tình lạc nhược hy nữa, lúc này mới tập trung lực chú ý ở trên người lạc thất thất, nhìn thoáng qua, nhịn không được sướng sờ. Người đột phá. Trước đó lạc thất thất liền đạt đến kiều thiên cảnh đỉnh phong, ở năm thứ hai được cho hàng đầu, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, đã đột phá ràng buộc, đạt đến hóa phàm thất trọng quy nhất cảnh. Ân, vẫn là công lao của lão sư, để ta được triệu viện trưởng tẩy kinh phạt tùy, lúc này mới một lần hành động đột phá. Lạc thất thất cười cười. Nếu không phải triệu viện trưởng trợ giúp, coi như nàng cách quy nhất cảnh không nhiều, muốn đột phá cũng phải tốn hao mấy tháng thậm chí một năm thời gian. Tu Vi đi đến hợp linh cảnh, muốn đột phá, không chỉ cần chân khí gia tăng, linh hồn cũng phải trưởng thành, mà người sau, cực khó tu luyện, thường thường thật nhiều năm cũng khó tăng trưởng một tia. Nguyên nhân chính là như thế, năm thứ hai không biết bao nhiêu người bị vây ở kiều thiên cảnh đỉnh phong, chính là đạp không ra một bước cuối cùng. Triệu viện trưởng thân là cường giả thánh cảnh, tự mình ra tay, không chỉ chân khí tinh thuần, linh hồn càng được rèn luyện một phen, lúc này mới thuận lý thành trương, đột phá cửa ải. Không chỉ nàng nhận được chỗ tốt, ngay cả Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, Ngô Trấn, Diệp Tiền cũng được lợi rất nhiều. Công lao. Trương Huyền nháy con mắt. Hắn có công lao gì? Lại cùng triệu viện trưởng có quan hệ gì? Đúng vậy, chẳng lẽ lão sư quên sự tình ở địa cung, cứu chúng ta, thu hồi di thể của ngô dương tử tiền bối, đây là đại công. Lạc thất thất giải thích. Nha, Trương Huyền giờ mới hiểu được, vì cái gì bản thân làm sập phân bộ của luyện khí học viện, đối phương đột nhiên cải biến thái độ, không làm gì mình, nguyên lai là vì cái này. Lão sư, ta không được người đồng ý, liền giao phủ cầm luyện khí pháp cho luyện khí học viện, mong lão sư trách phạt. Nói đến đây, lạc thất thất vội vàng không người phủ cầm luyện khí pháp, là lão sư mang nàng lấy được, mà nàng không trải qua đồng ý, liền giao lên, có chút tự tiện chủ trương. Thứ này vốn chính là ngô dương tử truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế ấy, lại nói, nộp lên cho triệu viện trưởng hắn có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, không có gì. Trương huyền vội vàng vẫy tay, lạc thất thất bái ngô dương tử làm thầy, là học sinh danh chính ngôn thuận của hắn, bộ công pháp này, truyền cho ai, làm thế nào, là nàng quyết định, cùng bản thân không có quan hệ. Đa tạ lão sư, mặc dù đoán được lão sư sẽ đồng ý, nhưng mà không nghĩ tới nghĩ cũng không nghĩ, liền đáp ứng, loại lòng dạ này, quả thực làm người ta bội phục. Đúng rồi lão sư, sự tình nơi ở cũ của ngô dương tử lão sư, ta tìm người cha xét, có người nói biết, hẹn ta đêm nay gặp mặt, hiện tại trời đã tối, ta muốn đi qua nhìn một chút. Lại hàn huyên một hồi, lạc thất thất đột nhiên nhớ tới một việc, nhịn không được nói. Đêm nay, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện, ánh nắng đã rơi về phía tây, trời có chút tối. Xử lý xong sự tình linh tài các, đã vượt qua giữa trưa, sau đó lại nghe công khai khóa, cùng Lạc Nhược Hy đi dạo, lúc hôn mê, đã đến buổi chiều. Đằng sau hôn mê ba ngày, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy, đã là trời tối ngày thứ tư. Như vậy đi, ta ăn một chút gì đó, lại cùng đi với ngươi trần chờ một chút trương huyền nói ba ngày không có một giọt nước trong bụng sớm đã trống trơn liền biết lão sư đói bụng ta đã chuẩn bị xong lạc thất thất cười cười cổ tay khẽ đảo trên bàn bầy đầy thịt rượu phong phú đa tả, nhìn thấy đồ ăn mỹ vị trương huyền thèm ăn nhỏ dãi vội vàng bắt đầu ăn vừa ăn cơm vừa nhân cơ hội nhìn lại trong óc ba ngày trước sở dĩ hôn mê là bởi vì thư viện chấn động hiện tại tỉnh lại, cũng muốn nhìn một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tinh thần yên lặng nhìn thức hải, rất nhanh thì đến trong thư viện, lập tức sửng sốt. Cái này, thay đổi thế nào? Trước kia thư viện là một điện đường to lớn, bên trong đủ loại thư tịch san sát, nhìn không thấy cuối cùng, mà bây giờ, bộ dáng vẫn tương đồng như cũ, nhưng mà cung điện trở nên càng bao la, càng cao hơn lớn. Dường như toàn bộ thư viện được sửa chữa, không chỉ càng thêm tráng lệ, Diện tích càng lớn, cũng càng thêm uy nghiêm. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại áp bách đến từ linh hồn. Nếu như nói trước kia Thiên Đạo thư viện, mặc dù ở trong thức hải, nhưng cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ mịt, như hoa trong nước, trăng trong gương, mà bây giờ, hoàn toàn khác biệt, vững chắc ổn trọng, tựa như trước mắt thật có một điện đường thật sự. Thiên Đạo thư viện càng thêm chân thật, nhưng mà cái này có làm được gì? Trương Huyền tràn đầy nghi hoặc chương 1384, thiên đạo thư viện tấn cấp hạ. 2. Coi như trở nên chân thật, lại có tác dụng gì? Đi tới gần giá sách, bắt tới một quyển sách, giống như trước đó, bắt hụt. Nói cách khác, rất nhiều sách vở trước mắt, mặc dù thoạt nhìn chân thật hơn trước kia, nhưng vẫn là hư ảo, thấy được, sờ không được. Thư tịch trước đó đâu? Những sách vở này là trống không, những sách trước kia thu vào đâu? Đi tới gần, tiện tay bắt một bản, nhẹ nhàng mở ra. Xoạt, chỉ nghe trang sách lay động, Trương Huyền lập tức cảm thấy hoa mắt, nội dung trong sách thẳng tắp đi vào trong óc, ghi khắc xuống. Cái này, con mắt hắn trợn tròn. Trước kia những sách vở này, coi như hắn ở trong thư viện, cũng cần đọc qua, sau đó từng chữ từng chữ trí nhớ, hiện tại căn bản không cần, chỉ cần cầm sách lên, có ý đọc sách, nội dung trong đó tự động khắc sâu vào trong óc, sẽ không quên. Quá tốt rồi, về sau tốc độ đọc sách tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy kích động. Vốn nghĩ Thiên Đạo thư viện sửa chữa một chút, không có biến hóa quá lớn, không nghĩ tới là có biến hóa, chỉ là hắn không phát giác mà thôi. Tiếp xúc thư tịch, liền có thể đọc thuộc lòng, chỉ cần ý thức ở trong thư viện, một canh giờ đừng nói mấy vạn quyển sách, coi như mấy trăm ngàn bản, cũng có thể nhẹ nhõm đọc thuộc lòng. Về sau, Thiên Đạo chi thư liền tiết kiệm không cần lãng phí ở đây. Tốc độ đọc sách nhanh, nhưng năng lực khác có thay đổi mạnh hay không? Thư viện trở nên càng cao hơn lớn, năng lực dường như mạnh lên, đã như vậy, có thể thêm càng nhiều công năng khác hay không? Vội vàng rời khỏi Thức Hải, trở lại trước mắt, nhìn một cái đùi gà trong lòng bàn tay. Quan sát. Trương Huyền thấp giọng hô. Một quyển sách xuất hiện, tiện tay mở ra. Linh thú thanh hương kê, là mỹ thực đại sư Ngô Bộ thủy của Trầm Mê Lâu dùng 47 loại gia vị nấu thành. Rất nhanh liền lật hết. Không có gì khác nhau a há. Trương Huyền vò đầu. Thư viện trước kia giống như hiện tại, cũng có thể thấy được thiếu hụt, dường như cũng không gia tăng uy lực gì. Chẳng lẽ nhìn đùi gà không có tác dụng? Tràn đầy kỳ quái, con mắt nhìn giá sách cách đó không xa. Khu tinh anh, đủ loại đồ vật đầy đủ mọi thứ, trên giá sách cũng có chút thư tịch, có điều đều là sảng văn, địa lý, phong tục thói quen, không phải là công pháp tu luyện. Thiếu Hụt vừa định đứng lên, nhưng nghĩ đến cái gì, Trương Huyền không đứng dậy, mà tinh thần khẽ động. Hô, trong óc nhoáng một cái, một quyển sách xuất hiện. Cái này vốn chỉ là ôm thái độ thử một lần, không có hy vọng quá lớn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thật có sách xuất hiện, vội vàng cầm trong tay, tiện tay mở ra. Sau khi xem xong, lại liên tục thí nghiệm mấy lần, một lát sau hai mắt kích động tỏa ánh sáng. Không cần chạm đến, liền có thể thu vào thư viện, quá tốt rồi. Trước kia muốn thu vào thư tịch, chỉ có một biện pháp, chính là lấy tay sờ, mà bây giờ, chỉ cần con mắt nhìn sách, trong đầu thầm hô, đồng dạng có thể thu vào. Nói cách khác, không cần chạm đến, cũng có thể làm được. Trước kia còn cần dọc theo giá sách chạy như điên, bây giờ căn bản không cần phiền toái như vậy. Hiệu suất tăng lên gấp bội những vật khác thì sao thử xong thưa tịch muốn thử xem những vật khác có thể không đụng liền thu vào hay không kết quả bất đắc dĩ phát hiện căn bản làm không được nói cách khác hiện nay chỉ có thưa tịch tinh thần tập trung nhìn sang liền có thể thu thập những bảo vật vật phẩm khác vẫn cần chạm đến mới có thể biết thiếu hụt nhịn không được lắc đầu làm hại hắn kích động một trầu muốn là cái gì cũng không cần chạm nhìn một chút liền biết năng lực sẽ gia tăng gấp đôi đáng tiếc cũng không biết là cấp bậc thư viện không đến hay bản thân thiên đạo liền có thiếu hụt dù sao hiện nay là thực hiện không được thử lại lần nữa trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm thí nghiệm lần nữa hắn bên này thử vui vẻ lạc thất thất ngồi đối diện lại bối rối vốn là mua một bàn đồ ăn muốn cho lão sư hưởng dụng thật tốt kết quả lão sư cầm lấy một cái đùi gà trái xem phải xem giống như gặp bạn tốt một hồi cao hứng một hồi lắc đầu một hồi hưng phấn một hồi phiền muộn, một hồi ngưng trọng, một hồi thả lòng. Đủ loại biểu lộ cái gì cần có đều có. Chẳng lẽ, hôn mê một chút, đầu óc cháy hỏng. Đến bây giờ còn chưa khỏi. Nếu không, chỉ cần là người bình thường, nghiêm túc nhìn cũng hẳn là nàng, mà không phải đùi gà a. À. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là hoa khôi của trường, đại mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một, dung mạo xinh đẹp như vậy, làm sao có thể kém một cái đùi gà. Đang cảm khái, chỉ thấy lão sư trước mắt khẽ vươn tay, kéo một cái đùi gà khác xuống, tiến hành quan sát càng thêm nghiêm túc. Dường như đang trả lời nàng nghi ngờ, một cái đùi gà so ra kém, vậy liền. Hai cái. Lạc thất thất. mươi 1385, hộ yêu yêu một. Qua không biết bao lâu, Trương Huyền, thẩm duyệt, hết đùi gà, hắn để xuống. Đối với vật phẩm khác, nhìn quả thực không được, vẫn cần chạm đến, chỉ có thư tịch đặc thù, nhìn một cái thu nhập thức hải chỉ cần đọc sách nhanh là được mặc dù lần này thư viện tấn cấp biến hóa không phải đặc biệt lớn nhưng trương huyền cực kỳ thỏa mãn trước kia đến tàng thư khố đều điên cuồng chạy băng băng không có người nhìn thấy còn tốt có người nhìn thấy khẳng định sẽ nghĩ hắn bị điên hiện tại tốt rồi chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể thu vào không chỉ tốc độ cử chỉ khẳng định cũng ngu nhã hơn nhiều coi như có tiến bộ lớn hắn hài lòng gật đầu ăn cơm rất nhanh, lúc này mới đứng dậy. Được rồi, đi thôi. Lúc trước Ngô Dương Tử ở trong cung điện dưới lòng đất, từng nói truyền thừa trọng yếu nhất của mình, cùng bảo tàng siêu tập suốt đời, đều lưu ở nhà cũ chỗ địa Long Tam Tinh. Hơn 2.000 năm trôi qua, trọng yếu không phải địa Long Tam Tinh là cái gì, mà là tìm được nhà cũ trước ở nơi nào. Lạc thất thất vừa về liền tìm người hỏi thăm, hai ngày nay chiếu cố trương huyền hôn mê, cũng không ngừng tìm kiếm, rốt cục có tin tức, hắn tự nhiên cũng muốn đi xem nhìn. Ân, nữ hài gật gật đầu. Vừa đi ra tiểu viện, chỉ thấy một nữ hài đang định gõ cửa, nhìn thấy hắn ra, vội vàng ôm quyền. Trương sư, nhiễm tiếu tiếu, trương huyền nhận ra được. Chính là nữ danh sư lần trước khiêu chiến hắn kia, tên thứ ba trong năm nhất thi đấu nhiễm tiếu tiếu. Vị này muốn cùng hắn tỉ thí sư ngôn thiên bẩm, kết quả bị hắn nhẹ nhõm mê hoặc, ra tay dạy dỗ tên thứ hai Ngô Thiền cùng tên thứ tư Tiêu Nam. Vâng, lần này ta là chuyên tới cảm tạ ân chỉ điểm của Trương Sư. Nhiễm Tiếu Tiếu gật đầu nói. Vốn một tân sinh vừa tới, liền muốn ở vị trí thứ nhất, nàng là cực kỳ không cam lòng, nhưng đối phương có thể nói ra mấu chốt tu luyện của nàng, làm nàng hiểu được tranh lệch với đối phương. Hai ngày nay, ràng buộc loại bỏ, tu vi rốt cuộc đột phá, trong lòng tràn đầy kích động, chạy tới chuyên cảm tạ, mặt khác cũng nghe được vài tin tức muốn đi qua nói một chút. Không cần khách khí, cũng là đồng học, nên như vậy. Trương Huyền khoát tay áo. Nếu như không phải Trương Sư chỉ điểm, ta có thể sẽ bị khốn tại nguyên chỗ không biết bao lâu. Nhiễm tiếu tiếu nhẹ gật đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên sững sờ. Thất thất học trưởng. Vừa rồi Trương Sư đi ra trước, nàng liền hàn huyên, không nghĩ tới sau lưng còn có một người, hơn nữa còn là lạc thất thất học trưởng nổi danh nhất năm thứ hai. Ân, lạc thất thất nhẹ gật đầu. Đối phương là thiên tài bài danh năm vị trí đầu năm 2, nàng tự nhiên gặp qua. Các ngươi, nhiễm tiếu tiếu nháy con mắt, tràn đầy khiếp sợ. Lạc thất thất ở danh sư học viện, danh khí rất lớn, không chỉ bởi vì thiên tư cao, tu vi năm thứ hai cũng có thể sắp xếp top 5, chủ yếu nhất là người xinh đẹp, nghe nói ra thế cũng không đơn giản. Đơn thuần dung mạo, trên hoa khôi bảng tuyệt đối có thể xếp trước mấy, luôn không lui tới với nam tử khác, vì sao chạy đến trong nhà trương sư. Hơn nữa còn lúc trời tối, bọn họ đang làm gì? Ta học tập kỹ nghệ luyện đan của trương sư, hắn là lão sư của ta. Lạc thất thất nói, lão sư, nhiễm tiếu tiếu nhoáng một cái, con mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được. Vị trương sư này vừa tới học viện, là học sinh năm nhất, người thiên tài năm thứ hai, hoa khôi nổi danh của trường, nhận hắn làm thầy. Truyền đi, có thể để tất cả nam sinh của học viện nổi điên hay không. Nếu như là cảm tạ, thì không cần thiết, tất cả mọi người là bạn học, trợ giúp lẫn nhau cũng bình thường. Không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian, Trương Huyền khoát tay áo, muốn cùng là thất thất rời khỏi. ah hát, nhiễm tiếu tiếu kịp phản ứng, vội mở miệng. Kỳ thật ta tới không chỉ cảm tạ, còn có một việc muốn nói với Trương Sư. Ồ, mấy ngày nay ta tu luyện, cũng đi ra ngoài một chuyến, nghe nói nghe nói trương sư đắc tội không ít học hội, bọn họ muốn liên thủ trừng trị ngươi. Nhiễm tiếu tiếu vội nói, đắc tội học hội, ta lúc nào đắc tội qua bọn họ. Trương huyền sướng sờ, mặc dù ở thời điểm công khai khóa, một chút học hội muốn hắn mua sắm thư tịch của đối phương. Nhưng mà không có mua, nên không tính là đắc tội đi. Giao dịch tự do, đường đường danh sư liên hợp thành tổ chức, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền trừng trị mình. Không có đắc tội thấy hắn hoàn toàn không biết gì cả, không giống giả mạo, nhiễm tiếu tiếu lắc đầu. Những học hội này, sưu tập tư liệu học viện, hội tụ thành sách, định bán ra cho tân sinh, kết quả buôn bán bị trương sư xáo trộn, một bản cũng không bán được không nói, còn bị nghi ngờ, làm sao có thể không ghi hận. Buôn bán bị ta xáo trộn, trương huyền vò đầu, ta cái gì cũng không có làm a hát. xáo trộn gì, ba ngày nay một mực hôn mê, cái gì cũng không biết, chẳng lẽ bị mộng du, làm ra sự tình bản thân không biết. Không có làm cái gì. Nhiễm tiếu tiếu cười khổ. Trương sư có biết tân sinh tên quân nhược hoan, còn có tống siêu, là tuyển hay không? Đương nhiên biết. Trương huyền gật đầu. Ba người bọn hắn, lấy danh nghĩa của ngươi, miễn phí cung cấp tư liệu cho tân sinh, hơn nữa đưa ra tư liệu càng thêm kỹ càng chuẩn xác. Không chỉ tân sinh oanh động, lão sinh cũng vỡ tổ. Nhiễm tiếu tiếu nói, cung cấp miễn phí. Con mắt của Trương Huyền đảo một vòng. Chương 1386, Hồ yêu yêu 2. Khó trách, những học hội kia muốn bán sách cho mình, va chạm một cái, sau khi biết nội dung, sửa sang lại thành sách, cho đám người quân nhược hoan một bản, vốn là hảo tâm, để bọn hắn lựa chọn lão sư tốt, ai biết mấy tên này, thế mà miễn phí đưa tặng cho những học sinh mới khác. Người khác cần 100 linh thạch trung phẩm mới bán một bản, bên này miễn phí hơn nữa càng thêm chuẩn xác. tùy ý phá hư thị trường, không bị người ghi hận mới lạ. Nhưng đám người quân nhược hoan khẳng định cũng là tốt bụng, muốn thay mình dựng nên chút thanh danh, lại không nghĩ tới vì thế đắc tội không ít học hội. Đúng vậy, tân sinh đắc tội học hội sẽ nửa bước khó đi, mong trương sư cẩn thận, thực sự không được. Tìm một học hội lợi hại gia nhập. Nhiễm tiếu tiếu nói, nản thân nàng cũng là người học hội, nghe được tin tức trong đó, suy đi nghĩ lại, mới tới báo cho đơn độc một người khẳng định sẽ bị học hội khác trừng trị nhưng gia nhập học hội lợi hại coi như muốn động thủ cũng phải băn khoăn mấy phần đa tả, biết đối phương hảo tâm trương huyền cười cười nói thật những chuyện này đối với hắn không tính là gì đắc tội thì đắc tội a à. từ thiên huyền vương quốc cùng nhau đi tới đắc tội người còn thiếu sao nếu như bọn họ thức thời không tìm phiền toái ngược lại cũng thôi thực có can đảm kiếm chuyện không ngại để chúng biết lợi hại đường đường linh tài các các chủ cường giả thánh cảnh cũng có thể bị thu phục huống chi mấy học sinh không tính là gì vậy ta cáo từ nên nói đều nói nhiễm tiếu tiếu ôm quyền xoay người rời đi những học hội này khá phiền toái lão sư phải cẩn thận thấy nàng đi xa lạc thất thất nhíu mày nói nàng là lão sinh biết những học hội kia bị ổi thật muốn dạy dỗ một học sinh thậm chí có thể ép một ngày cũng không thể ở trực tiếp nghỉ học Chính vì vậy, hoặc là có bối cảnh, hoặc có thực lực, nếu không, liền phải tìm học hội gia nhập, nếu không, cố ý ngáng chân ngươi, sẽ vô cùng phiền phức. Được, biết đối phương cũng là tốt bụng, Trương Huyền lên tiếng. Biết lão sư không có để trong lòng, lại thêm có mi viện trưởng, triệu viện trưởng che chở, chắc hẳn đối phương sẽ không dám quá phận, lạc thất thất liền không xoắn suýt nữa. Hai người dọc theo đường đi đi ra ngoài, không lâu sau, đi tới một lương đình ta và đối phương hẹn ở đây, lạc thất thất ngừng lại. là ai cũng là học viên của học viện. trương huyền nhìn qua, cụ thể là ai ta cũng không biết, ta là ở tháp yêu cầu của học viện phát tin nhờ giúp đỡ, sau đó có người trả lời hẹn ta gặp mặt ở đây. nghĩ đến không phải lão sư chính là học viên, lạc thất thất nói. ah, trương huyền gật đầu. tháp yêu cầu của học viện là học sinh hoặc lão sư học viện viết ra tri thức không hiểu hoặc chuyện khó làm được, nhờ người khác giúp đỡ, bình thường lấy học phần trả tiền. Có chút tương tự nghi nan bích của y sư công hội. Chỉ cần hồi đáp đúng, được công nhận, liền có thể tự động nhận được học phần hoặc tiền thù lao của đối phương. Ngô Dương Tử biến mất hơn 2.000 năm, lịch sử biến ảo, thương hải tăng điền, muốn lạc thất thất tìm, không biết năm nào tháng nào, lúc này mới viết tin tức, lưu ở trong đó, đồng thời hứa hẹn chỗ tốt. Vốn cho rằng, cần phải hao phí không ít thời gian mới có thể giải đáp, không nghĩ tới ngày thứ ba, liền có người nhắn tin cho nàng, gặp mặt ở đây. Nhưng đối phương là nam hay nữ, là lão sư hay học sinh, liền không biết. Chờ một lát đi, biết đối phương hẹn, khẳng định sẽ tới, Trương Huyền cũng không để ý, cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe tiếng gió hưu hưu, một bóng người ở trong đêm tối thẳng tắp bay lượn tới. Mượn nhờ tinh quang, có thể thấy được là nữ tử, dáng người cao gầy, Vòng eo tinh tế, tựa như trường xa. Dáng người cực đẹp, nhất là ngực nhô lên, mượt mà thành đường cong hoàn mỹ, thậm chí so với Lạc Thất Thất chỉ mạnh không yếu. Hô, bóng người rơi vào tiểu đình. Lạc Thất Thất cũng thấy rõ dung mạo đối phương. Là nữ tử thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, dung mạo không kém nàng, thậm chí càng thêm thành thục, hương vị mười phần. Yêu yêu học trưởng. Lạc Thất Thất sừng sốt một chút, vội vàng không người ôm quyền. Ân nguyên lai like là ngươi đối phương cũng nhận ra lạc thất thất trong mắt tràn đầy hiếu kỳ là ngươi muốn tìm chỗ ở cũ của ngô dương tử vâng lạc thất thất vội vàng gật đầu chẳng lẽ học trưởng biết tin tức có biết một chút nữ hải dáng người xinh đẹp kia nhẹ gật đầu nghe đối phương xác nhận lạc thất thất bóp bóp nắm tay nhìn lão sư chỉ thấy thanh niên nghi ngờ nhìn qua dường như muốn hỏi nữ hải trước mắt là ai lạc thất thất cũng không giấu giếm Lão sư, vị này là học viên năm thứ năm, hồ yêu yêu, hồ yêu yêu, trương huyền gãi đầu, hồ yêu yêu, lạc thất thất, nhiễm tiếu tiếu. Làm sao vào học viện gặp phải mấy nữ tử, tên đều là như vậy. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Thấy vẻ mặt thanh niên này mê man, bản thân còn cần giới thiệu, hồ yêu yêu có chút kỳ quái, nhịn không được nhìn lại. Người tên gì, từ đâu tới? Ta, trần chờ một chút, vẻ mặt Trương Huyền thành thật nhìn qua. Tại hạ treo treo, chương 1387, nói điều kiện một. Phốc, lạc thất thất nhịn không được, suýt chút nữa hôn mê. Nhưng nàng cực kỳ thông minh, một cái chắc mắt liền hiểu được ý tứ của đối phương, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cười khổ. Lão sư này của mình, cái gì cũng tốt, chỉ là một số thời khắc ý nghĩ tương đối quái dị, để nàng cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Huyền huyền, một bên hồ yêu yêu còn chưa hiểu, có chút ngẩn người. Hắn là lão sư luyện đan của ta, Trương Huyền. Sợ đối phương hiểu lầm, lạc thất thất vội vàng trả lời. Trương Huyền, ngươi chính là tân sinh phá hủy buôn bán của rất nhiều học hội chúng ta. Nghe được cái tên kia, lúc này hồ yêu yêu mới phản ứng được, hai mắt đen nhánh lóe lên, trên mặt không tì vết lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười, như muốn quan sát tỉ mỉ kẻ trước mắt này, Đến cùng có đặc thù gì, lại để nhiều lão sinh bọn hắn bị động như thế. Có thể nói, danh sư học viện thành lập nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ còn không có tân sinh nào, vừa đến liền đánh vỡ quy củ, để vô số học hội, một phân tiền cũng không có kiếm được. Cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, phát hiện thanh niên này, ánh mắt thuần khiết, dung mạo chất phác, hoàn toàn khác biệt trong truyền thuyết, nhịn không được có chút kỳ quái. Ngươi mới vừa nói, là lão sư luyện đan của ngươi? Chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn về phía lạc thất thất. Lạc thất thất này cùng nàng là nhân vật trên hoa khôi bảng, hiện tại bài danh khả năng không bằng, không phải bởi vì không xinh đẹp, mà là tuổi tác cùng tu vi không bằng, không có loại khí chất hồng nhan hỏa thủy kia. Chỉ cần nàng trưởng thành, có thể đoán được, vượt qua nàng là vấn đề thời gian. Do đó, rất sớm trước kia liền chú ý tới cô gái này. Người ưu tú như thế, lại nói Trương Huyền là lão sư luyện đan của nàng, để cho người ta cực kỳ ngạc nhiên. Trương sư truyền thụ cho ta luyện đan. Lạc thất thất nhẹ gật đầu, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Người đã biết chỗ ở cũ của ngô dương tử tiền bối, có thể kỹ càng báo ra hay không, chỉ cần xác định là thật, ta sẽ lấy hai điểm học phần trao đổi. Hai điểm học phần, ta không cần. Thấy nàng không muốn nói, biết tiếp tục truy hỏi cũng không có chỗ tốt gì, hổ yêu yêu lắc đầu. Không cần. Lạc thất thất cao mày, tháp yêu cầu, cũng là một loại giao dịch, người đã tiếp, liền đại biểu nhận thù lao này, không cần là có ý gì. Đúng, ta có thể nói cho các người biết chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử tiền bối, nhưng các người nhất định phải nói cho ta biết, tốn hao đánh đổi lớn như thế, tìm nơi này làm gì. Phút ve tóc đen trước ngực, hồ yêu yêu cười khanh khách nhìn qua. Ngô Dương Tử đã biến mất hơn 2.000 năm, chỗ ở cũ của hắn đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu người, cho dù có bảo bối gì, khẳng định cũng sớm bị lục soát sạch sẽ. Nhưng lạc thất thất lại muốn tốn hai điểm học phần mua sắm tin tức, để nàng tràn đầy nghi hoặc, muốn biết vì cái gì. Cái này, thứ cho ta khó trả lời. Lạc thất thất lắc đầu. Ngô Dương Tử là luyện khí đại tông sư nổi danh nhất của Hồng Viễn Đế Quốc từ trước tới nay, một đời siêu tập bảo vật chân quý như thế nào. Một khi tin tức này truyền đi, đừng nói bọn họ không bảo vệ được, coi như triệu viện trưởng đi ra, đều chưa hẳn có thể đối phó được áp lực. Ồ, thấy nàng không nói, hồ yêu yêu sửng sốt một chút, nhãn châu xoay động. Ngươi không nói, liền đại biểu ngươi không đồng ý giao dịch, ta cũng sẽ không nói cho ngươi vị trí chỗ ở cũ. Nói thật với ngươi, nơi này chỉ có ta biết, không giao dịch với ta, coi như ngươi tìm đọc thư tịch của cả học viện, cũng tìm không thấy. Vậy liền không có cách nào giao dịch. Lạc thất thất cự tuyệt. Sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Trương Huyền, thấy hắn cũng nhẹ gật đầu, lúc này mới ôm quyền. Thực sự không tiện, quấy giày học trưởng, chúng ta cáo từ. Nói xong, cùng Trương Huyền đi ra lương đình. Sự tình bảo tàng của Ngô Dương Tử, không thể nói, cái này là danh giới cuối cùng. Tình nguyện tìm không thấy chỗ ở cũ, cũng không có khả năng nói ra. Chậm đã, thấy đối phương tình nguyện từ bỏ giao dịch cũng không nói, hồ yêu yêu vỉnh đôi môi đỏ tươi đẹp lên, lần nữa cười một tiếng. Đã không muốn nói, ta liền đổi một điều kiện. Xin lắng tai nghe. Lạc thất thất dừng lại. Như vậy đi, trương huyền này đắc tội ta, chỉ cần giao hắn cho ta xử lý, ta liền mang các ngươi đi chỗ ở cũ của ngô dương tử. Hồ yêu yêu nói. Giao cho ngươi xử lý. Lạc thất thất nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống. Hồ yêu yêu, ta kính ngươi là học trưởng, mới lễ phép với ngươi. Nhưng ngươi vũ nhục lão sư của ta, là dụng ý gì? Vừa rồi nàng đã giới thiệu, Trương Huyền là lão sư của nàng, đối phương còn muốn nàng giao hắn ra, quả thực chính là đánh mặt. Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Làm học sinh, nếu như ngay cả lão tôn nghiêm của sư cũng không bảo vệ được, còn có tư cách gì sống? Nha, đừng hiểu lầm, mặc dù Trương Huyền là lão sư của ngươi, nhưng cũng là tân sinh năm nhất. Mới vừa rồi là ta mạo phạm. Cũng biết lời nói mới rồi có vấn đề. Hồ Yêu Yêu vội vàng nói xin lỗi. Danh sư đại lục, coi trọng sư đạo truyền thừa, địa vị của sư cực cao. chương 1388, nói điều kiện 2. Thiên địa thân sư quân. Dưới trời đất, địa vị của lão sư có thể so với song thân, ngay cả quân vương cũng sắp xếp ở phía sau. Nàng vừa rồi chỉ nghĩ, Trương Huyền là tân sinh năm nhất, nhưng quên là lão sư của lạc thất thất, ở trước mặt học sinh, vũ nhục lão sư, đây là cực kỳ không tôn trọng thân là danh sư, nhưng cố ý xúc phạm, truyền đi, thanh danh của nàng cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nói xong, nhìn về phía trương huyền cách đó không xa. Trương sư, người đã thì cùng là thất thất, chắc hẳn cũng muốn biết vị trí chỗ ở cũ của ngô dương tử tiền bối. Chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ nói cho người biết vị trí, như thế nào. Điều kiện, điều kiện gì? Không nghĩ tới người này đánh chủ ý tới hắn, trương huyền cười hiền lành, thoạt nhìn cực kỳ thẳng thắn rất đơn giản, người phá hủy cơ hội kiếm tiền của yêu nghiệt hội, chỉ cần đáp ứng gia nhập chúng ta, sau đó trong một năm, hỗ trợ kiếm 10 vạn viên linh thạch trung phẩm. Ta sẽ nói cho ngươi sự tình ngươi muốn biết. Hồ yêu yêu cười nói. Yêu nghiệt hội. Trương Huyền sửng sốt một chút. Đây là học hội của ngươi. Rất nhiều học trưởng của học viện đều sẽ thành lập học hội, trước đó liền nghe qua cái gì yêu nghiệt hội, chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái, nghe khẩu khí của cô gái trước mắt này, hẳn cùng nàng có quan hệ hồ yêu yêu tên mang yêu lớn lên lại hồng nhan hỏa thủy như là yêu nghiệt cho nên học hội của nàng tự xưng yêu nghiệt hội thấy lão sư không hiểu lạc thất thất truyền âm qua không sai thấy tên này thế mà không biết hồ yêu yêu có chút im lặng ngay cả hội trưởng cũng không biết là ai liền dám đắc tội nhiều học hội như vậy kẻ trước mắt này lá gan thật lớn a -hát. giờ mới hiểu được trương huyền nhẹ gật đầu nhìn về phía nữ hải cách đó không xa tư thái xinh đẹp, để cho người ta nhìn nhiều một hồi, liền hô hấp dồn dập. Gia nhập học hội, ta không có hứng thú, còn kiếm tiền, 10 vạn viên linh thạch trung phẩm, chính ta cũng không có. Làm sao lợi nhuận cho ngươi, đổi điều kiện đi. Hắn là gia hỏa đi đường không kiếm tiền coi như thâm hụt vốn, đòi hắn tiền, nói đùa gì đó. Đổi điều kiện, cũng tốt. Hồ yêu yêu dỗi lưng mỏi, phát họa ra một đường vòng cung yêu mỹ động lòng người. Ngươi làm hạ nhân của ta một năm, ta liền tha thứ sự tình ngươi đắc tội yêu nghiệt hội chúng ta, cũng có thể thuận tiện nói cho ngươi sự tình chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Hạ nhân, Trương Huyền không còn gì để nói, nữ nhân này thật là càng nghĩ càng ngây thơ, càng nghĩ càng vui vẻ. Hắn lắc đầu, ngươi làm tỷ nữ của ta, ta còn không muốn, để ta làm hạ nhân của ngươi, thực có can đảm nghĩ. Hắn nói là thật, dáng dấp đối phương xinh đẹp, nhưng so với lạc nhược hy, lại kém không biết bao nhiêu vạn giảm. Nhân vật như vậy, làm tỷ nữ của hắn cũng sẽ không đồng ý, còn muốn mình làm hạ nhân, thực biết nằm mơ. Vậy liền không có biện pháp giao dịch, hy vọng các người có thể tìm được địa phương. Thấy tên này không những không đáp ứng, còn nói mình làm tỷ nữ cũng không đáp ứng, hội yêu yêu tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, hất tay ngọc. Nàng là thiên chi kiêu nữ, thiên phú cao, người xinh đẹp, được vô số danh sư vây đỡ, luôn luôn tự ngạo, vốn cho rằng thu đối phương làm hạ nhân, đã là nể tình, không nghĩ tới tên này không biết tốt xấu như thế. Quả thực không biết điều. Nói xong, thân thể mềm mại xoay một cái, bàn chân đạp mạnh, thẳng tắp bay vút đi. Tu vi của nàng đạt đến hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh, lực lượng như giải lụa lan tràn ra, thân ảnh như điện, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trước mặt hai người. Audio điện tử võ tấn bền Yêu nhiệt hội là tồn tại tương đối lớn trong các học hội ở danh sư học viện. Làm hội trưởng, học phần, linh thạch căn bản không thiếu. Sở dĩ để trương huyền gia nhập các nàng hoặc là làm hạ nhân của nàng là bởi vì tên này để lão sinh bọn hắn mất hết mặt mũi. Nếu như có thể thành công khẳng định danh tiếng vang xa để vô số người hâm mộ. Nhưng mà tên này không biết điều. Đường đường yêu nhiệt hội hội trưởng cường giả hóa phàm cửu trọng học viên năm thứ năm của học viện lại bị trực tiếp cự tuyệt thấy nữ nhân kia rời đi lạc thất thất nhìn qua nàng là yêu nghiệt hội hội trưởng lần này nghe nói vì sửa sang lại tư liệu danh sư hao tốn đánh đổi cực lớn kết quả không thu hoạch được một xu khẳng định có thành kiến với ngươi mới vừa rồi là có ý định muốn nhục nhã lão sư mong lão sư không cần để ở trong lòng không có việc gì trương huyền lắc đầu cười cười người này đủ phách lối như vậy đi giao cho ta xử lý Ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng ngoan ngoãn nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Sao cho ngươi xử lý? Lạc Thất Thất cao mày. Hồ Yêu yêu cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa đa mưu túc trí, muốn nàng nói ra, ta sợ rất khó. Hồ Yêu yêu này, tính cách cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa người cũng rất yêu tính, không ít người đi tìm nàng phiền phức đều bị thiệt lớn. Lão sư muốn nàng ngoan ngoãn nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử, chỉ sợ rất khó. Không có việc gì, người về khu tinh anh chờ, ta đi một hồi liền trở lại. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, bàn giao một câu, thân thể nhảy lên, vận chuyển minh lý chi nhãn, theo sát dấu vết hổ yêu yêu lưu lại, đuổi theo. Dù sao yêu nghiệt hội đã ghi hận hắn, lại thế nào làm, quan hệ cũng không tốt được, không bằng nghĩ những biện pháp khác, có lẽ sẽ có kết quả không giống. Lão sư, thấy Trương Huyền xoay người rời đi, lạc thất thất sửng sốt một chút, vội vàng hô yêu yêu học trưởng là người kinh hồng viện, các nàng am hiểu công kích linh hồn, người phải cẩn thận. Thanh âm hô lên, chỉ thấy Trương Huyền đã đi xa, đoán chừng căn bản không có nghe được. chương 1389, nhất nguyên trọng thủy giá cạp một. Trương Huyền quả thực không nghe thấy là thất thất la lên, thi triển hồng trần đạp thiên bộ, dán sát mặt đất, lặng yên không tiếng động bay về phía trước. Ba lần thiên nhận danh sư, minh lý chi nhãn tấn cấp, sau khi đối phương đi qua lưu lại dấu vết mặc dù yếu ớt nhưng rơi vào hốc mắt vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy như cũ ân đây là đi đâu theo sau dấu vết đi một hồi đột nhiên thẳng hướng một dốc núi trương huyền lộ ra vẻ nghi hoặc mặc dù chưa từng tới dốc núi này nhưng phía trên không có chỗ ở lúc này trời đã tối nữ nhân kia chạy đến nơi đây làm gì mượn nhờ màn đêm tiếp tục tiến lên trên sườn núi mọc đủ loại bụi cây bé nhỏ trên cao nhất là một lương đình bát giác. Loại lương đình này, ở trong học viện rất nhiều, một là cho học sinh hóng mát, thứ hai, có thể tùy ý dừng lại, giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Tu luyện đốn ngộ, lý giải thông hiểu đạo lý, có đôi khi là chuyện trong nháy mắt, qua lại chơi đùa, có khả năng bỏ qua loại cảm giác này. Dán chặt lấy lùm cây, Trương Huyền bay về phía lương đình, còn chưa tới gần, quả nhiên thấy một thân ảnh xinh đẹp đứng ở bên trong, bốn phía tinh quang chiếu rọi lờ mờ như một bức họa xinh đẹp. Không thể không nói, dáng người của hồ yêu yêu quả thực rất tốt, từ xa nhìn lại, như một u linh, khiến cho người nhìn lên một cái, liền khó mà tự kềm chế. Trong đầu trương huyền có thiên đạo thư viện, trừ lạc nhược hy để hắn hơi thất thố, liên tục hôn mê hai lần, nữ hài khác dù không có quá cảm giác, nhưng vẫn vì dáng người trước mắt tán thưởng không ngớt. Được rồi, ra đi. Đứng ở trong tiểu đình, dáng người xinh đẹp, hóa thành một độ cong câu người, Hồ Yêu Yêu đột nhiên mở miệng. Chẳng lẽ bị phát hiện? Trương Huyền chấn động, ngay sau đó lắc đầu. Hắn thi triển Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, người ở trên không trung, không lưu bất cứ dấu vết gì, lại nói, cũng không phải theo sát ở phía sau, mà là mượn nhờ Minh Lý chi nhãn điều tra dấu vết, loại theo dõi này, đừng nói nàng một hóa phàm cửu trọng khó phát hiện, coi như cường giả thánh cảnh muốn phát giác, cũng không có khả năng. Ha ha, Yêu Yêu thật linh mẫn, ta vừa mới đến liền bị ngươi phát hiện. DNG kỳ quái tại sao đối phương lại nói như vậy, liền nghe một tiếng cười vang lên, ngay sau đó bên dốc núi, thanh âm bàn chân đạp gió vang lên, một bóng người cao lớn rơi vào trong đình. Là một thanh niên dung mạo thoạt nhìn chừng 30 tuổi, tu vi dâng trào như sông, thế mà tương đương hổ yêu yêu, cũng là hóa phàm cửu trọng. Tu vi đến loại cảnh giới này, tuổi tác từ bề ngoài đã nhìn không ra. Dung mạo là chừng 30 tuổi, chỉ sợ đã sống ít nhất năm 60 năm. Nhưng đối với hóa phàm cảnh hơn 200 năm tuổi thọ, từng tuổi này vẫn tính rất trẻ trung. Người người cũng như tên, tu luyện chân dương công pháp, còn chưa tới gần liền tựa như mặt trời, liệt hỏa chó trang, muốn không bị người phát hiện cũng khó. Hồ yêu yêu còn chưa lên tiếng, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại một bóng người đi tới gần. Là nữ tử, tuổi tác tương đương hồ yêu yêu, dung mạo so với yêu nghiệt này thế mà cũng không hề yếu, nhưng khí chất so với đối phương tựa như hai loại cực đoan, yêu yêu như yêu nghiệt, nhất cử nhất động rung động lòng người, để cho người ta có loại cảm giác bắt đến trong ngực trà đạp. Mà vị này, toàn thân thanh lãnh giống như khối băng, để người chỉ nhìn từ xa, không dám tới gần. Người cũng như tên, chẳng lẽ là Tiết Chân Dương? Nhìn thấy liên tục tới hai người, Trương Huyền không dám nhúc nhích, giấu ở trong bụi cỏ, đồng thời trong lòng nghi hoặc. Trước đó hắn từng nghe qua cái gì Chân Dương hội? hội trưởng chính là học viên năm thứ năm Thiết Trân Dương, hiện tại lại nghe nói như thế, lập tức liên hệ đến cùng một chỗ. Đúng vậy, cái tên này quả thực sẽ không che lấp, nếu giống như ta, yêu yêu sẽ không phát hiện. Đang phỏng đoán, lại một thân ảnh xuất hiện. Tên này giống như quỷ mị, nếu không lên tiếng, ngay cả Trương Huyền cũng không có chú ý, căn bản nghĩ không ra từ nơi nào xuất hiện. Long Thương Nguyệt, người tu luyện Hàn Nguyệt công pháp, mượn nhờ bóng đêm mà đi, bản thân nam không nam nữ không nữ, ta cũng không giống như ngươi. Tiết chân dương khẽ nói, ngươi mới nam không nam nữ không nữ, có tin ta giáo huấn ngươi một trận hay không? Thanh niên gọi là Long Thương Nguyệt lập tức giận dữ. Đến A Hát, cho là ta sợ ngươi sao? Rất lâu rồi không hoạt động gân cốt, đánh nhau một trận cũng không sao. Chân khí trong cơ thể tiết chân dương nhúc nhích, phụ trợ cả người như liệt diễm, bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích. Bại tướng dưới tay, cũng dám cùng ta nói khoác không biết ngược, người đã muốn đánh, ta liền thành toàn. Long thương nguyệt cười lạnh một tiếng. Lập tức, hai người dương cung bạt kiếm. Được rồi, vừa thấy mặt liền om sòm, chẳng lẽ không biết hôm nay có việc muốn nói sao? Hồ yêu yêu gừ một tiếng. Nghe được nàng nói, hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu khi thế nới lỏng, đồng thời cười một tiếng. Cũng đúng, chúng ta có thể âm thầm giao đấu, nhưng hôm nay còn có chính sự cần nói. Không thể chậm trễ sự tình. Được rồi, người đều đến đông đủ, Đồng Hân, người vừa trở về, nói tin tức lấy được một chút đi. Thấy hai người ngừng tranh đấu, Hồ Yêu yêu khoát tay áo, nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. "Ân, ta đi chỗ kia một chuyến, lặng lẽ quan sát hai ngày, Trần Dương nói không sai, đồ vật khẳng định tồn tại. Nhưng mà mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn tưởng tượng, chỉ bằng bốn người chúng ta, ta sợ rất khó thành công." chương 1390, nhất nguyên trọng thủy giá cả hai. Đồng Hân trần chờ một chút nói. Quả thực khó, không nói hoàn cảnh phức tạp, liền nói hai đại gia hỏa kia, chúng ta cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Nói đến sự tình này, Tiết chân Dương không còn táo bạo như trước đó, mà nhíu mày. Đúng vậy, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, nếu không, ta sợ đồ vật không được, làm không cẩn thận còn góp mạng vào. Long Thương Nguyệt cũng nói bàn bạc kỹ hơn, làm sao bàn bạc, nếu ta đoán không lầm, thứ kia trong tháng này khẳng định sẽ thành thục, một khi chín mọng, hai cái đại gia hỏa kia tất nhiên sẽ thôn phệ, dùng để phạt kinh tẩy tùy, đến lúc đó, đột phá chính là bọn họ, chúng ta liền không có biện pháp. Tiết chân dương hất ống tay áo, khẽ nói. Chân dương nói không sai, thứ này, một khi thành thục, chúng ta xác thực không còn cơ hội, nhất định phải đuổi ở trước khi thành thục, trà trộn vào, sau đó ở thời điểm thành thục một lần hành động lấy được nếu không mất đi cơ duyên này muốn sung kích bán thánh không có vài chục năm khổ công là khó mà làm được hồ yêu yêu nhẹ gật đầu mày nhíu lại ân đạo lý đó chúng ta đều hiểu hiện tại là làm sao mới có thể công phá phòng ngự giải quyết hai đại gia hỏa kia tiết chân dương lắc đầu nhịn không được nhìn về phía nữ hải cách đó không xa đồng hân ngươi là thiên tài nổi danh nhất thuần thú học viện làm sao đối phó hai cái này, không phải ngươi nói có biện pháp không? Hai gia hỏa kia có thượng cổ dị thú huyết mạch, vật phẩm bình thường rất khó đả động, trước khi đi ra, ta không phải bàn giao sao. Để các ngươi mua sắm nhất nguyên trọng thủy, thứ này đối với thượng cổ huyết thống có tác dụng tịnh hóa, dùng cái này làm mồi nhử, có lẽ có thể để cho chúng rơi vào bẫy dập. Một khi bị nhốt lại, chúng ta liền có cơ hội. Đồng hân nhíu mày nói, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Đúng rồi, mua được thứ này chưa? Mua, làm sao mua, nhất nguyên trọng thủy, một bình liền muốn 10 vạn linh thạch trung phẩm, tài sản của chúng ta ngươi cũng không phải không biết, đi nơi nào tìm nhiều tiền như vậy. Tiết chân Dương cười khổ lắc đầu. Coi như bọn họ là học viên năm thứ năm, 10 vạn linh thạch trung phẩm, cũng là tài sản khổng lồ. Nhất nguyên trọng thủy, Trương Huyền giấu ở một bên, trong lòng hơi động. Ngũ diệu kim thân tổng cộng ngũ trọng, sau khi dung hợp rất nhiều pháp quyết luyện thể, đệ nhất trọng không cần phải mượn bảo vật, tứ trọng còn lại đều cần. Đệ nhị trọng, địa tâm hồng nham, mà muốn tu luyện đệ tam trọng, là cần nhất nguyên trọng thủy phụ trợ. Thứ này chỉ nghe qua tên, cụ thể cái dạng gì, ở nơi nào, lại không nghe qua, không nghĩ tới từ từ trong miệng mấy người kia nhận được tin tức. Bọn họ cũng muốn mua sắm. 10 vạn linh thạch trung phẩm, chính là 10 viên thượng phẩm, rất đắt. Trương huyền hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ lấy hắn hiểu rõ ngũ diệu kim thân đệ tam trọng, muốn luyện thành, không sai biệt lắm cần 10 bình nhất nguyên trọng thủy. Trên người hắn bây giờ, chỉ có 10 viên linh thạch thượng phẩm, mua sắm một bình, muốn tu luyện, còn kém có chút nhiều a. À. Trước mấy ngày không phải tân sinh đưa tin sao, không phải có thể kiếm một món hời sao. Nghe được tiết chân dương khóc than, đồng hân nhịn không được nói. Tân sinh vào trường học, các đại học hội đều có thể kiếm một món hời, năm nay càng là 10 năm một lần chu kỳ tuyển nhận, Nghe nói có 3 vạn tân sinh, nhiều người như vậy, coi như mỗi người kiếm lấy ba viên, 10 vạn cũng sắp đủ rồi. Còn lợi nhuận một khoản, không phá sản là tốt lắm rồi. Sự tình hai ngày này chẳng lẽ ngươi không biết? Nghe nói như thế, Tiết Chân Dương còn chưa mở miệng, Long Thương Nguyệt đã lắc đầu. Biết cái gì, ta vừa về liền truyền tin cho các người tập hợp, còn chưa kịp về nơi ở, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ học viện can thiệp? Đồng Hân Kỳ Quái nhìn qua, đi chỗ kia ngây người hai ngày đến về một lần không sai biệt lắm lại tiêu hao vài ngày tối nay mới về học viện phát sinh chuyện gì cũng không rõ ràng mỗi lần khai giảng lão sinh dọa dẫm tân sinh là một loại sáo lộ học viện cơ bản mặc kệ vừa đến vì ma luyện ngạo khí của tân sinh để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn thứ hai cũng có thể để rất nhiều danh sư hợp tác tốt hơn về sau dễ liên hợp cùng một chỗ đối kháng dị linh tộc học viện mặc kệ, tân sinh lại dễ lừa, hẳn là có thể lợi nhuận không ít, cái này cũng thành một loại sản nghiệp, làm sao nghe khẩu khí, còn bồi thường tiền. Nói ngươi đừng không tin, trong tân sinh ra một quái thai, hoàn toàn đảo loạn buôn bán. Năm nay nhập môn khảo hạch, do thuần thú học viện các ngươi tổ chức, chuyện này, có lẽ ngươi đã sớm biết. Long Thương Nguyệt nói, ân, đồng hân nhẹ gật đầu, là mi viện trưởng tự mình xuất thủ, sớm chuẩn bị hơn mấy tháng nàng là thiên tài siêu cấp của thuần thú học viện cùng lão sư quan hệ cũng không tệ chuyện khảo hạch tin tức còn không có chuyển ra nàng liền biết rồi nguy viện trưởng bắt linh thú gây hại khắp nơi nàng thậm chí còn tham dự tự tay bắt bảy tám con lần này khảo hạch quy củ rất đơn giản đánh giết một linh thú hóa phạm tứ trọng đỉnh phong coi là một điểm người biết quái thai trong tân sinh kia được bao nhiêu điểm không long thương nguyệt nói Tân sinh nhập môn khảo hạch đã qua vài ngày, làm Thương Nguyệt hội hội trưởng, hỏi tham gia tình huống khảo hạch cụ thể, cũng không tính là việc khó gì. Chương 1391, ta gặp qua chương huyền một. Bao nhiêu? Thấy đối phương cười khổ, bộ dáng có chút không dám tin tưởng, đồng hân kỳ quái. Nếu là tân sinh, tu vi cao nhất là hợp linh cảnh đỉnh phong, cho dù đột phá đến kiều thiên cảnh, một ngày có thể chém giết ba hợp linh cảnh đỉnh phong là tốt lắm rồi. Ba đầu huy si 120 điểm, chẳng lẽ hắn còn có thể vượt qua 1.000 điểm? Chém giết một con hợp linh cảnh sơ kỳ 10 điểm, đỉnh phong 40 điểm, một ngày có thể giết ba con thực lực tương đồng bản thân liền rất lợi hại, coi như nhiều gấp 10 lần, cũng chỉ 1.000 điểm mà thôi. Không đến mức để thương nguyệt hội hội trưởng, danh sư lục tinh hạ phẩm khiếp sợ như vậy chứ? 1.000 điểm, nếu ít như vậy, ta cũng không cần ngạc nhiên như thế. Biết đối phương không đoán ra được, Long Thương Nguyệt lắc đầu. Hắn tổng cộng được 43.724 điểm. Bao nhiêu, hơn 4 vạn điểm. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, đồng hân suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Nàng tự tay bắt qua những linh thú kia, biết khó khăn. Đây đều là những gia hỏa nhiều lần đả thương người, làm nhiều việc ác, so với thú sủng giam giữ trong lòng còn hung mãnh hơn nhiều, hơn nữa từng cái giảo hoạt, một tân sinh vừa tới học viện, thế mà được hơn 4 vạn điểm cái trò đùa này mở có chút lớn a hát. Đến cùng là giết bao nhiêu linh thú mới có thành tích như vậy. Chẳng lẽ linh thú khắp núi đều bị hắn một người giết sạch? Ân, hơn nữa còn không phải chém giết linh thú nhận được, mà là... Thuần phục, Long Thương Nguyệt nói. Thuần phục, thanh âm của Đồng Hân có chút chói tai. Thuần phục càng khó hơn chém giết, coi như nàng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của thuần thú học viện. Thuần phục một con, cũng cần tốn hao mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể để cho độ thân hỏa đi đến tiêu chuẩn, không đến một ngày liền thuần phục. Hơn nữa, hơn 4 vạn điểm, đây là thuần phục bao nhiêu con. Dường như nhìn ra nàng nghi hoặc, Long Thương Nguyệt nói tiếp. Tổng cộng thuần phục hơn 400 con, hơn nữa, nghe nói còn là ở trong vòng một canh giờ hoàn thành. Một canh giờ, đồng hơn nuốt ngụm nước bọt. Loại năng lực này, xem như nàng cũng làm không được. Được nhiều điểm như vậy, thuần phục nhiều linh thú như vậy, lập tức nhận được mi viện trưởng yêu ái, muốn thu hắn làm đệ tử. Long Thương Nguyệt nói, thu hắn làm đệ tử, mi viện trưởng muốn thu đệ tử. Đồng Hân sửng sốt, nàng một mực cố gắng, là muốn để mi viện trưởng thu đồ, đáng tiếc, vị danh sư lục tinh đỉnh phong một trong thập đại trường lão này, vẫn luôn không đáp ứng. Vốn cho rằng, mi viện trưởng cả đời sẽ không thu đồ, không nghĩ tới bị tân sinh kia đả động. Đúng vậy, có điều để cho người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là Tên này cự tuyệt, con mắt của Long Thương Nguyệt xoay loạn Lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn cũng mộng Cự tuyệt mi viện trưởng một trong thập đại trường lão Lá gan của tên này thật lớn Đồng Hân càng cảm thấy mình giống như đang nghe thiên thư Bao nhiêu người tranh đoạt muốn làm học sinh của đối phương Hắn cũng không thu, tên này cự tuyệt Đầu óc có bị bệnh không? Người trước đừng kích động, càng tà tính còn ở phía sau tên này nghe nói nhiều người không thông qua khảo hạch, một hơi đưa ra điểm tích lũy của mình. Long Thương Nguyệt nói, đưa, đồng hân nháy con mắt, lần nữa lắc lư hai lần. Điểm tích lũy của tân sinh nhập môn là có thể dùng để hối đoái học phần. Những điểm tích lũy này, thật muốn hối đoái, nhận được 10 điểm học phần có lẽ rất dễ dàng. Coi như không có học phần, hối đoái linh thạch thượng phẩm, tùy tiện xin 20 viên, khẳng định cũng có thể cho. Vậy mà tặng người còn có thể hối đoái học phần cùng linh thạch. Nàng bên này cảm khái, Trương Huyền ở trong bụi cỏ chỉ cảm thấy ngực sôi trào, suýt chút nữa hộc máu, hôn mê tại chỗ. Sớm biết cái đồ chơi này có thể hối đoái học phần, hối đoái linh thạch, thế mà ở trên đỉnh núi chơi cả buổi, khẳng định đã sớm tiến lên bắt linh thú. Một ngày làm sao cũng cũng phải làm ra 100 vạn, 200 vạn điểm. Thực sự không được, ném tử dương thú ra. Linh thú hợp linh cảnh 10 điểm, Kiều Thiên cảnh 100 điểm, Quy Nhất cảnh 1.000 điểm, Đạp Hư cảnh 10.000 điểm, Tầm Phong cảnh 10 vạn điểm, Bán Thánh 1 triệu, Tòng Thánh 1.000 vạn, Thánh giả dù thế nào. Cũng phải vượt qua 100 triệu A. À. Hơn nữa tên này là Thánh giả nhất trọng đỉnh phong, cũng chính là 400 triệu điểm. Dựa theo tỷ lệ, có thể cho 10 vạn học phần hay không? Hoặc là 20 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Trương Huyền hối hận muốn phun máu thật có nhiều học phần cùng linh thạch thượng phẩm như thế, địa phương nào không đi được. Còn cần tiếp tục đợi ở cái chỗ chết tiệt này làm gì? Khẳng định đã sớm đi dạo hết tàng thư khố, đi phong hào đế quốc. Quay lại đi tìm mi trưởng lão, nhìn xem có thể dùng tử dương thú đổi điểm tích lũy hay không. Trong lòng cực kỳ u oán, suy nghĩ một chút, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói tân sinh khảo hạch đã kết thúc, coi như thật có thể hối đoái, tử dương thú bị đánh như thế nào, bị bắt như thế nào cũng rất khó giải thích hiện nay khôi lối dị nhân tộc là dựa dẫm lớn nhất của hắn không thể dò gì mặc dù tràn đầy xoắn suýt nhưng suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể nén trong lòng nói thật ngay cả ta cũng không thể không bội phục tên này liền hào phóng như vậy long thương nguyệt tiếp tục nói đương nhiên cái này cũng không tính là gì nếu người biết việc hắn làm phía sau khẳng định sẽ nổi điên ồ Chương 1392, ta gặp qua Trương Huyền Thai. Nhìn xuống khiếp sợ, Đồng Hân lần nữa nhìn qua. Hai người hồ yêu yêu, Tiết Chân Dương cũng không chen vào, có điều trên mặt không có ngạc nhiên, chỉ sợ những việc này trước đó liền biết. Tên này thông qua khảo hạch, cùng ngày liền đi luyện khí sư học viện, kết quả, không biết làm sao, trực tiếp làm sập Thông Đạo ghi chép, thậm chí làm sập nửa bên toàn bộ công hội. Long Thương Nguyệt nói tiếp. Thông Đạo ghi chép công hội phân bộ. Đồng Hân hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên phó viện trưởng không giết hắn sao? Làm lão sinh của học viện, biết tính khí của nguyên phó viện trưởng, làm việc coi trọng quy củ, cương trực công chính. Làm sập thông đạo ghi chép, thậm chí nửa đại điện của luyện khí sư công hội phân bộ, không bóp chết tại chỗ là tốt lắm rồi. Giết hắn, làm sao có thể, không những không giết, thái độ còn như gặp ra ra, tự mình mang hắn đi tham gia luyện khí sư khảo hạch. Kết quả, tên này ở trong hai canh giờ, từ luyện khí học đồ, thông qua khảo hạch, thành luyện khí sư lục tinh. Long Thương Nguyệt nói tiếp. Hai canh giờ, từ nhất tinh kiểm tra đến lục tinh. Đồng hân hộc máu, cảm giác nhịn không được nữa rồi. Sự tình trước đó đều có thể tiếp nhận, thiên tài thật có, mạnh hơn bọn họ cũng không tính là gì, nhưng hai canh giờ từ luyện khí sư nhất tinh kiểm tra đến lục tinh là cái quỷ gì. Quan trọng hơn là, khảo hạch danh sư lục tinh, Điều kiện tiên quyết là tu vi đến hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh. Nếu không độ tinh thuần của chân khí không đủ, thôi thúc hỏa diễm nhiệt lượng không đủ, rất nhiều khoáng thạch là không cách nào luyện hóa. Người đây là kể chuyện xưa sao? Chuyện này khiếp sợ đến chỗ triệu viện trưởng, nhất định phải thay sư thu đồ, nhận hắn làm sư đệ. Kết quả tên này lại cự tuyệt. Biết nàng khó mà tin được, Long Thương Nguyệt biết giải thích vô dụng, nói hết tin tức mình biết sự tình Trương Huyền chơi đùa ở luyện khí sư học viện, không ít học viên đều thấy được, không che giấu được, hơi hỏi thăm liền có thể biết rõ rõ ràng ràng. Nghi viện trưởng thu đồ, triệu viện trưởng nhận sư đệ. Cúng cự tuyệt, đồng hân nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua. Tân sinh này xác thực tà tính, nhưng mà hắn cùng học hội các người kiếm tiền có quan hệ gì. Vừa rồi để nàng kỳ quái là, tân sinh tới, vì sao những học hội bọn họ nói không có tiền, tiếp theo nói ra hỏa này, chẳng lẽ cùng bọn hắn không kiếm được tiền có quan hệ? Đương nhiên có quan hệ, người cũng biết, tân sinh khai giảng, kiếm lợi nhiều nhất chính là bán ra giáo chức công tế giải, ai ngờ tên này không biết từ nơi nào nhận được một phần càng thêm kỹ càng, càng thêm chuẩn xác, miễn phí đưa cho tân sinh. Ai còn mua sắm, không chỉ không mua, còn mắng chúng ta, không ít tân sinh nguyên bản chuẩn bị gia nhập học hội, cũng đều lui hội. Long Thương Nguyệt cười khổ. Chuyện này để Thương Nguyệt hội bị thiệt lớn, hắn mới chú ý tới tân sinh tên Trương Huyền kia, cha một chút, lại nhận được nhiều tin tức như vậy. Đổi lại những học sinh mới khác, khẳng định đã sớm ra tay cuồng đánh một trận, để hắn rõ ràng quy củ, nhưng người này được nguy viện trưởng, triệu viện trưởng chăm sóc, coi như muốn động cũng không dám. Đồng hân há to mồm. Xác thực, có miễn phí, hơn nữa càng tốt hơn, ai còn tốn hao 100 linh thạch trung phẩm đi mua. Vậy, chẳng lẽ không có cách nào? Có biện pháp nào? mặc dù tu vi của tên này không cao, nhưng phía sau có nghi viện trưởng cùng triệu viện trưởng làm hậu thuẫn, thật không biết nên làm cái gì. Vừa vặn mấy người các ngươi tới, chuyện này cũng thuận tiện thương nghị một chút. Long thương nguyệt than thở một tiếng, trông mong nhìn qua. Hắn tùy ý phá hư thị trường, làm chúng ta bị động như thế, nhất định phải trừng phạt, nếu không, mặt mũi của tứ đại học hội chúng ta sẽ mất sạch, không còn người nghe. Đúng vậy, nhất định phải trừng phạt. Tiết chân Dương cũng híp mắt lại, khẽ nói. Làm sao trừng phạt? Đồng Hân nhìn qua. Cái này. Long thương nguyệt, Tiết chân Dương nhìn nhau, từng người cười khổ. Chỉ cần động tên này, mi viện trưởng, triệu viện trưởng chính là rạch trời không vòng qua được, nếu có biện pháp, đã sớm xuất thủ còn chờ tới bây giờ. Nói đến tên này, hôm nay ta còn gặp mặt một lần. Thời điểm mọi người ở đây mặt mũi xoắn suýt, không biết như thế nào cho phải, hồ yêu yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói. Người gặp, mấy người nhìn qua, mấy ngày nay bị đủ loại tin tức của Trương Huyền dọa đến gần chết, nhưng chưa thấy qua chân nhân. Căn bản không biết ra hỏa vừa đến học viện, liền khuấy động dư luận xôn xao, đến cùng lớn lên có bộ dáng gì. Ân, thiên tài Mỹ nữ năm thứ hai là thất thất, chắc hẳn chư vị đều biết. Hồ yêu yêu nhìn qua. Đương nhiên, đồng hân gật đầu, Nữ nhân đều chú trọng dung mạo, cùng là người trên hoa khôi bảng, làm sao có thể không chú ý. Lạc Thất Thất này, năm đó mới tiến vào học viện, dùng không đến một năm, liền từ tứ tinh đỉnh phong, thành ngũ tinh hạ phẩm, tốc độ tiến bộ kinh người. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng và Trương Huyền chung một chỗ, hơn nữa xưng hắn là lão sư. Hồ Yêu Yêu nói, "Lão sư?" Lạc Thất Thất gọi hắn lão sư, ngươi không có nói đùa chứ? Lạc Thất Thất này lai lịch bí ẩn, Nghe nói là công chúa đế quốc nào đó, có điều, ta hỏi thăm nhiều lần cũng không được đến tin tức xác định. Loại người này, thế mà bái một tân sinh làm thầy. Đám người Long Thương Nguyệt, Tiết Chân Dương không thể tin được. Chương 1393, Kinh Hồng Việt 1. Nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp có chuyên về một môn, người thành đạt làm thầy, điểm ấy đối với danh sư chúng ta không tính là gì. Hắn cùng Lạc Thất Thất chung một chỗ, bình tĩnh, không có chút gấp rút có thể thấy được xưng hô lão sư danh xứng với thực, cũng không phải làm bộ, khẳng định là có năng lực nào đó, có thể chỉ điểm đối phương. Hồ Yêu Yêu nói, thân là danh sư, tự nhiên rõ ràng, người không thể toàn tài, tu luyện giả lợi hại hơn nữa, cũng có khâu bạc nhược. Thực lực mạnh, bái thực lực yếu làm thầy, cũng có khối người. Ngay cả lúc trước thiên nhân khổng sư, cũng không phải chuyên môn học tập đàm sư sao lúc đó đàm sư không có danh tiếng gì, là một vị danh sư ngũ tinh an phận ở đàm quốc mà thôi. Mọi người cũng rõ ràng điểm ấy, đồng thời gật đầu, không còn xoắn suýt vấn đề này, đồng hân hỏi. Người đã gặp qua, tâm tính của người này như thế nào? Có khuyết điểm gì có thể lợi dụng hay không? Ta chỉ gặp mặt một lần, hàn huyên vài câu, người này thoạt nhìn chất phác, đơn thuần, không giống kẻ có tâm kế, ý rất nghiêm, làm việc cũng rất có chuẩn tắc. Chính là, nói chuyện quá làm người tức giận hồ yêu yêu nói mặc dù nàng là danh sư lục tinh hạ phẩm nhãn lực kinh người nhưng trương huyền này trên cơ bản nhìn không ra cái gì ngược lại bị đối phương làm tức giận gần chết nói chuyện làm người tức giận mọi người nháy con mắt có thể để cho hồ yêu yêu tức giận tên này quả thực là một nhân tài ân đúng hình như tên này cảm thấy hứng thú với vị trí chỗ ở cũ của ngô dương tử muốn giáo huấn hắn Ta cảm thấy có thể dùng cái này làm cửa đột phá. Suy nghĩ một chút, Hồ Yêu Yêu nói tiếp. Mặc dù trong mắt người ngoài, tứ đại học hội cạnh tranh không ngừng, kỳ thật mấy người bọn họ cùng là danh sư, quan hệ cũng không tệ lắm. Chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử, có thứ hứng thú là tốt rồi, ta nhìn không bằng như vậy, chúng ta cho hắn cái địa chỉ giả, sau đó bố trí xuống thiên la địa võng, giáo huấn hắn một lần. Cho hắn biết cái gì là quy củ. Con mắt của Tiết Chân Dương tỏa ánh sáng. Hắn tu luyện Chân Dương công pháp, lực lượng cương mãnh, làm việc cũng quả quyết, có thể xuất thủ, tuyệt đối không cần động não. Như vậy không ổn, vẫn là câu nói kia, chúng ta ngang nhiên ra tay, bị đám người Mi viện trưởng biết, tất nhiên sẽ trách tội. Nhất định phải nghĩ cách để hắn ăn thiệt thòi lại không dám nói, tốt nhất có nhược điểm gì lưu ở trong tay. Long Thương Nguyệt nói. Hắn khác Tiết Chân Dương, làm việc càng thêm quỷ quyệt, âm hiểm. Nếu Trương Huyền là thượng khách của mi viện trưởng, Triệu viện trưởng ra tay đối phó liền phải cẩn thận, nếu không, coi như không cáo trạng, có người thông báo một tiếng, bọn họ cũng cực kỳ phiền phức. Trừ khi bắt được nhược điểm gì của đối phương, để hắn ăn thiệt thòi lại không dám lời. Ăn thiệt thòi lại không dám nói, như thế là biện pháp tốt, yêu yêu, chuyện này ngươi tương đối am hiểu, ta nhớ được không ít người thua thiệt ở trong tay ngươi, trở về ngay cả lời cũng không dám nói. Đồng Hân nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên nói. Hồ yêu 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 nghiệt ở học viện là rất vang dội, không chỉ tu luyện, thiên phú yêu nghiệt, chủ yếu nhất là, làm việc không theo lẽ thường an bài, trước kia rất nhiều danh sư tìm phiền toái, đều bị xảo diệu hóa giải, sau đó mạnh mẽ làm nhục. Ân, các ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ đến một biện pháp, tên này không phải thích lấy lòng sao. Ta sẽ để hắn danh dự mất sạch, để hắn biết đắc tội hồ yêu yêu ta phải trả cái giá gì hai mắt đen nhánh của hồ yêu yêu lóe lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra nụ cười làm lòng người rét lạnh. Còn có lạc thất thất, đối với lão sư này cực kỳ bảo vệ. Nếu như cho nàng biết, vị lão sư này hạ lưu vô sỉ, làm người không chịu nổi. Cũng không biết còn tôn trọng như thế hay không. Biết hồ yêu yêu không đánh trận không nắm chắc, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Chuyện này giao cho ta xử lý, chờ ta xử lý trương huyền này, thay các người chút giận, nhận được đồ vật, Ta muốn thêm một thành, không tính là quá mức chứ?" Hồ Yêu Yêu nói, "Muốn thêm một thành, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đối phó được tên này, một thành không tính là gì." Mọi người gật đầu. "Vậy là tốt rồi, việc cấp bách của chúng ta là chuẩn bị nhất nguyên trọng thủy, chuẩn bị chỉnh tề liền xuất phát. Còn Trương Huyền này, các ngươi liền nghe tin tức tốt của ta. Chỉ cần hắn còn muốn biết vị trí trô ở cũ của Ngô Dương Tử, liền phải ngoan ngoãn nghe lời của ta." bị ta định đoạt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh hồ yêu yêu hóa thành một độ cong uyển chuyển, môi đỏ vung lên. Bị nàng định đoạt, nàng này suy nghĩ biện pháp gì? Trương Huyền ở một bên không rõ ràng cho lắm. Có thể để cho nha đầu này tự tin như vậy, khẳng định có niềm tin rất lớn. Nghĩ một lát nghĩ không ra, đối phương cũng không nói tỉ mỉ, Trương Huyền đành phải lắc đầu. Đối phương thực muốn tìm hắn gây sự, cũng không có cách chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dù sao sớm biết tính toán của đối phương, cũng có thể sớm chuẩn bị, không đến mức bị động. Đám người hồ yêu yêu thương nghị xong, từng người xoay người rời đi, bay vút xuống dưới núi. Thấy mọi người rời đi, lúc này Trương Huyền mới đứng dậy. Trước mặc kệ, vẫn là đi hỏi thăm vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử A. Trần chờ một chút, Minh Lý chi nhãn lấp lánh, dọc theo phương hướng hồ yêu yêu biến mất thẳng tắp đuổi tới sự tình đối phương tìm bảo vật gì, cùng hắn không bất kỳ quan hệ gì, cũng không thèm để ý, còn nhất nguyên trọng thủy, biết giá cả, về sau nghĩ biện pháp kiếm tiền mua sắm là được. Hiện tại việc cấp bách là tiếp tục dò xét vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. chương 1394, Kinh Hồng Việt 2 Chỉ cần tìm được, có lẽ có thể nhận được bảo tàng của luyện khí đại sư lưu lại, về sau tu luyện liền không cần tiếp tục lo lắng. Dọc theo dấu vết truy tìm, tốc độ cực nhanh, không lâu sau, đi tới một tiểu viện rộng lớn. Thật nhiều nữ tử, dọc theo thông đạo tiểu viện chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh phát hiện không đúng. Nơi này số lượng nữ học sinh, rõ ràng nhiều hơn nam học sinh nhiều, hơn nữa, cả đám tư thái yêu mỹ, dung mạo có chút không tầm thường. Mặc dù kém xa đám người hồ yêu yêu, lạc thất thất, nhưng đều tương đương nhiễm tiếu tiếu. Trong danh sư, luôn luôn nam nhiều nữ ít, nhưng nơi này hầu như đều là nữ tử, để hắn nhịn không được kỳ quái. Nương theo người càng ngày càng nhiều, hành động cũng càng ngày càng bị hạn chế, tốc độ trở nên chậm không ít, may mắn có minh lý chi nhãn, có thể sớm làm ra dự phán, lại thêm thiên đạo chân khí khí thức thu liếm, hồng trần đạp thiên bộ phi hành, lúc này mới không bị phát hiện. Sau nửa canh giờ, đi theo đằng sau dấu vết, đã đến chỗ sâu trong đại viện. Tâm như, người giúp ta trông coi, ta chuẩn bị vài thứ, không thể bị quấy dày. Lại đi một hồi, phía trước có một thanh âm thanh thúy vang lên, nhận ra là Hồ Yêu Yêu, vội vàng bay vút đi, rơi xuống trên cây trong tiểu viện. Nhìn lại phương hướng thanh âm vang lên, quả nhiên thấy Hồ Yêu Yêu đứng ở trước một gian phòng. "Vâng." Nữ tử gọi là Tâm như gật đầu lên tiếng. Là nữ hài hơn 20 tuổi, tư thái cùng dung mạo cũng không yếu, được cho là mỹ nhân trong trăm có một. "Chẳng lẽ muốn chuẩn bị đồ vật gây phiền phức cho ta?" trước đó nghe qua đối thoại của bọn họ biết cô gái này muốn tìm bản thân phiền phức vừa vặn nhìn xem rốt cuộc chuẩn bị vật gì cũng dễ tương kế tựu kế nghĩ đến nơi này nhẹ nhàng cười một tiếng thân ảnh khẽ động chậm rãi bay về phía nóc phòng của đối phương động tác của hắn nhẹ nhàng tựa như lông hồng lặng yên không một tiếng động hô rơi vào nóc phòng lòng bàn tay vận chuyển chân khí nhẹ nhàng lật mảnh ngói trên phòng minh lý chi nhãn nhúc nhích nhìn xuống phía dưới Ánh mắt rơi vào giữa phòng, quả nhiên thấy hồ yêu yêu đi đến, trong phòng khảm nạm nhiều viên dạ minh châu, ánh sáng ôn nhuận chiếu xuống, quần áo tơ lụa màu đỏ tươi, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Da thịt tuyết trắng, cái cổ như thiên Nga, vành tai tinh xảo, mái tóc đen nhánh. Bất kể từ phương diện nào nhìn, hồ yêu yêu này cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Xoạt đang muốn nhìn một chút nàng đến cùng lấy vật gì tìm bản thân phiền phức, chỉ thấy nữ hài đi tới gần giường, tay ngọc nhẹ nhàng kéo ở bên hông. Váy đỏ lập tức trượt xuống, lộ ra làn da trắng tinh giống như tơ lụa. Từ trên nhìn xuống, không có quần áo che lấp, thân hình hoàn mỹ của đối phương lập tức hiện ra ở trước mặt. Trương Huyền không còn gì để nói. Còn tưởng rằng nàng này sẽ chuẩn bị bảo vật gì, hoặc là bẫy dập gì, sớm quan sát, cũng có thể tương kế tự kế, thuận tiện bước nàng nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Ai ngờ nàng về phòng liền cởi quần áo, cũng quá không theo lẽ thường an bài A. Trời tối, lại không đi ngủ, cởi quần áo làm gì? Thật là khó có thể lý giải. Được rồi, phi lễ chớ nhìn. Biết tiếp tục xem tiếp, cũng có chút hành vi tiểu nhân, lần nữa che mảnh ngói, trương huyền cực kỳ buồn bực. Này là chuyện gì, hắn muốn tới đây dò xét chỗ ở cũ của ngô dương tử, kết quả biến thành kẻ nhìn trộm. Suy nghĩ một chút cũng thấy mất mặt, may mắn không bị người phát hiện, nếu không, cái gọi là sư đạo tôn nghiêm, cái gọi là thanh danh sẽ không cách nào giữ được. Phía dưới không thể nhìn, người ta cởi quần áo, tự nhiên càng không thể xông vào ép hỏi, ngồi ở trên nóc phòng, Trương Huyền đành phải nhìn bốn phía. Tiểu viện của Hồ Yêu Yêu hẳn là cao lớn nhất ở chung quanh, ngồi ở phía trên, cảnh trí bốn phía rơi vào trong mắt, quay đầu nhìn lại tiểu viện khác, lập tức nhìn thấy mấy nữ tử thân mang trang phục lộng lẫy, nhảy lên ở bên trong. Quần áo xinh đẹp, dáng múa yêu diếm, để cho người ta nhìn lên một cái, liền kìm lòng không được trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Chân khí xoay chuyển, Trương Huyền tỉnh táo lại, nhịn không được sướng sờ. Chẳng lẽ, đây là kinh hồng viện? Nhờ vào dáng múa có thể để cho hắn thất thần, nói rõ tất nhiên có năng lực mê huyễn linh hồn, mà có loại năng lực này, toàn bộ học viện, chỉ kinh hồng viện mới có lại thêm dọc đường gặp rất nhiều nữ danh sư tư thái không tệ hơi cân nhắc liền có thể cân nhắc ra hồ yêu yêu đang cởi quần áo tiếp tục đợi ở chỗ này rất xấu hổ đã đến kinh hồng viện vừa vặn đi xem tàng thư khố ở nơi nào một chút tìm chút sách nhìn cũng không uổng công qua một lần tiếp tục đợi ở chỗ này khó tránh khỏi có vẻ tình ngay lý gian còn không bằng đi xem sách nghĩ biện pháp giải quyết tiên thiên thai độc trong linh hồn nghĩ đến nơi này liền không do dự Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, nhìn bốn phía, rất nhanh một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Ba chữ to phía trên, rồng bay phượng múa, ngân câu thiết họa, để lộ ra một loại lịch sử tang thương. Tàng thư các, đi qua nhìn một chút, con mắt tỏa ánh sáng, thân thể nhoáng một cái, tựa như một làn khói xanh, trương huyền bay vút đi. chương 1395, một đêm nhìn hết kinh hồng thư tịch một. Tàng thư các của kinh hồng viện khí thế cao lớn, Đứng sừng sững ở trong đêm tối yên tĩnh, vô cùng dễ thấy. Mấy khí thức sau, Trương Huyền rơi vào một cây đại thụ trong viện. Tàng thư các của học viện cần thẻ học viên cùng học phần, nếu không căn bản vào không được. Gãi gãi đầu. Vốn cho rằng chỉ cần tìm tàng thư khố, liền có thể đẩy cửa tiến vào, lặng yên không tiếng động đọc sách, đi tới gần mới biết được, căn bản không phải chuyện như vậy. Tàng thư các của học viện giống như khí hải trước đó khảo hạch luyện khí sư cần thẻ học viên cùng học phần mới có thể mở ra, hai thứ này hắn đều không có, coi như đi tới gần, chỉ sợ cũng khó tiến vào trong. Xông vào, một khi xúc động cơ quan, làm không cẩn thận sẽ dẫn tới trưởng lão học viện, phiền phức không ít. Cũng không thể tới một chuyến, lại xoay người lại chứ. Một hồi bất đắc dĩ. Đi tới đây, không đọc sách liền về, nói như thế nào cũng không được a. À. Đúng rồi, tàng thư các này hữu dụng với cơ quan, trận pháp, tu luyện giả vu hồn thì sao? Vu hồn vô hình, có thể tiến vào bên trong hay không? Trong lòng hơi động, tàng thư các có trận pháp, cơ quan khống chế, tiến hành nghiệm chứng học phần cùng thẻ học viên, vu hồn vô hình, nhìn cũng nhìn không thấy, sẽ không ở trong hàng ngũ này chứ. Trước kia coi như vu hồn có thể hành động, nhất định phải bàn tay chạm đến mới có thể thu thư tịch vào thư viện, mà bây giờ đơn thuần nhìn là được. Nói cách khác, chỉ bằng vào vu hồn, cũng có thể thu thư tịch vào thức hải thử một chút, càng nghĩ càng kích động, thân thể nấp kỹ ở trong lá cây nồng đậm, lúc này tinh thần mới khẽ động, vu hồn ly thể. Trong đêm tối, giống như là một u linh, chậm rãi bay xuống. Đại môn tàng thư các đóng chặt, trong phòng cách đó không xa, mấy học viên đang thủ hộ ở phía trước. Đang nghĩ ngợi làm sao mới có thể đi vào, liền nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, một bóng người chậm rãi đi tới. Tinh thần khẽ động, vu hồn giấu ở một bên mấy vị học tỷ, ta muốn tiến vào tàng thư khố tra một chút tư liệu. Bóng người đi tới gần, nhìn mấy học viên thủ hộ, khẽ khom người. Là nữ tử chừng 30 tuổi, huy chương danh sư trước ngực có 5 ngôi sao lấp lóe. Danh sư ngô tinh hạ phẩm, hẳn là một học viên năm thứ hai. Thẻ học viên, học phần. Một học trưởng phụ trách tàng thư các mí mắt nâng lên. Những người này hẳn là làm việc ngoài giờ, ở đây trông coi tàng thư các kiếm học phần. Vâng. Học viên kia đưa thẻ học viên cùng học phần tới. Một lát sau, học trưởng nhẹ gật đầu. Ngươi là học viên năm thứ hai, chỉ có thể nhìn thư tịch năm thứ ba trở xuống, một khi vượt qua, sẽ bị trục xuất. Mặt khác, một điểm học phần có thể thẩm tra 10 canh giờ, không được lấy sách ra, cũng không thể sao chép. Vâng, vị học viên này gật đầu. Những quy củ này, nàng đã sớm rõ ràng. Ân, đi vào đi. Giảng xong quy tắc, học trưởng khoát tay chặn lại, vị học viên này cầm thẻ học viên cùng thẻ học phần đi về phía trước, nhẹ nhàng để hai thứ này ở trên bệ đá, đại môn của tàng thư khố từ từ mở ra. Cơ hội tốt, biết có người đi vào, vừa lúc là một cơ hội, Trương Huyền không do dự nữa, phù hồn theo sát ở phía sau, chợt lách người chui vào. Đi vào cửa, một đại sảnh rộng lớn xuất hiện ở trước mắt, trên vách tường treo đầy đủ loại dạ minh châu, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi, tựa như ban ngày từng dãy giá sách sắp xếp ở trước mắt phía trên thư tịch san sát không biết bao nhiêu không hổ là danh sư học viện quả nhiên tàng thư phong phú ánh mắt trương huyền sáng lên chức nghiệp kinh hồng xem như so sánh thiên môn dựa theo tình huống bình thường loại thư tịch này tất nhiên không nhiều nhưng nơi này là danh sư học viện người người là danh sư cũng có ý nghĩ cùng nhận xét của mình tích lũy tháng ngày xuống thư tịch cũng nhiều hơn trước thu vào quay đầu lại nhìn kỹ biết thư tịch quá nhiều, muốn chuyên môn tìm kiếm pháp quyết linh hồn khá là phiền toái, vu hồn nhoáng một cái đi tới địa phương để giá sách, ánh mắt tập trung nhìn sang. Thiếu hụt, trong đầu thấp giọng hô, lập tức cảm thấy từng quyển từng quyển thư tịch, bị phục chế vào thư viện. Cặp mắt của hắn thật giống như máy quét, một khi nhìn sang, liền có thể hoàn chỉnh thu vào, tốc độ quả nhiên nhanh hơn trước gấp bội. Quá tốt rồi, hai mắt tỏa ánh sáng, trương huyền tập trung tinh thần, ánh mắt như điện dầm dầm vô số thư tịch không ngừng lấp lóe giá sách trong thiên đạo đồ thư quán cũng không ngừng trở nên phong phú thư tịch càng ngày càng nhiều sau hai canh giờ tất cả thư tịch trên giá sách trong đại điện đã bị hắn nhìn qua một lần trong đầu cũng tạo thành sách đối ứng đi tầng thứ hai xem hết tầng thứ nhất vu hồn khẽ động đi tới tầng thứ hai thư tịch tầng này rõ ràng ít hơn tầng thứ nhất rất nhiều nhưng nội dung càng cao cấp hơn Kinh hồng sư giống như luyện đan sư, luyện khí sư, cũng chia làm cửu tinh, tầng thứ nhất là nội dung từ học đồ đến tứ tinh đỉnh phong, mà tầng thứ hai là đủ loại vũ khí pháp quyết tu luyện cùng nội dung của ngũ tinh hạ phẩm. Trương Huyền ai đến cũng không cự tuyệt, dọc theo giá sách, từng quyển từng quyển nhìn sang. Một canh giờ sau, nội dung tầng này cũng thu sạch. Tiếp tục, chương 1396, một đêm nhìn hết kinh hồng thư tịch 2 biết thật vất vả tới kinh hồng viện một lần, không xem thêm chút, là có lỗi với mình, vội vàng đi đến tầng thứ ba. Dựa theo tình huống bình thường, học viên năm nhất chỉ có thể quan sát tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, tầng thứ ba liền lên không được, đây là học viện vì phòng ngừa học sinh tham thì thâm, chuyên môn thiết trí bình chướng. Loại bình chướng này ngăn học viên rất đơn giản, nhưng muốn ngăn vô hồn sẽ rất khó, tinh thần khẽ động, phù hồn hóa thành một dòng suối, chui qua bình chướng, đi tới thư tịch tầng thứ ba càng thêm thưa thớt lần này dùng nửa canh giờ liền xem hết ngay sau đó tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu không lâu sau toàn bộ nội dung sáu tầng khắc sâu vào trong óc ba tầng đằng sau cộng lại cũng chỉ dùng một canh giờ nói cách khác không đến năm canh giờ tất cả thư tịch trong tàng thư khố của kinh hồng viện đều bị thu vào trong óc trở về lại cẩn thận kiểm tra mỉm cười trương huyền hài lòng nói trước đó còn nghĩ tìm cơ hội tới kinh hồng viện đọc sách, không nghĩ tới, đi theo sau lưng hồ yêu yêu liền hoàn thành. Hơn nữa có lần vu hồn đọc sách này, về sau đi học viện khác đọc sách, có phải cũng có thể làm như vậy hay không? Như vậy, trong 10 ngày, không sai biệt lắm liền có thể xem hết thư tịch của thập đại học viện, đến lúc đó liền có thể sung kích cảnh giới cao hơn, thậm chí thánh giả, thuận lợi rời đi nơi đây. Con mắt hắn tỏa ánh sáng. Chỉ cần hắn có đầy đủ sách, siêu tập ra đủ nhiều thiên đạo công pháp, Tấn cấp liền sẽ giống như uống nước. Đến danh sư học viện, mục đích đúng là vì đọc sách, hiện tại sau khi Thiên Đạo thư viện tấn cấp, Vu Hồn liền có thể làm được những chuyện này, hoàn toàn có thể vụng trộm học tập. Học phần gì gì đó, coi như không có, cũng không khẩn yếu. Như vậy, 10 ngày liền có thể xem hết tất cả nội dung, sau đó sửa sang lại Thiên Đạo thư tịch. Một lần hành động đột phá. Trong 10 ngày từ kiều thiên cảnh, liên tục xung kích quy nhất cảnh, đạp hư cảnh tầm phong cảnh bán thánh tòng thánh thánh giả sáu đại cấp bậc hơn nữa còn muốn học tập thập đại chức nghiệp đi đến lục tinh đỉnh phong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy để cho người phấn chấn thử kinh hồng sư trước một chút biết đây chỉ là suy nghĩ thật muốn thực hiện có thể sẽ phiền toái hơn thực tế một chút trương huyền mỉm cười tinh thần tập trung ở trong thức hải hô từng quyền từng quyền thiên đạo kinh hồng công pháp mới tinh xuất hiện ở trước mắt Tổng cộng 6 bản, đại biểu từ Nhất Tinh đến Lục Tinh liên quan tới linh hồn thư tịch. Quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài, phát hiện trời đã sắp sáng, về thời gian không kịp học tập, Trương Huyền đành phải nhìn về phía quyển sách khác trên giá sách. Xoạt. Nương theo ý niệm của hắn, rất nhiều thư tịch có quan hệ tới tu luyện linh hồn, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Chính xác. Hắn thấp giọng hô, một quyển sách mới tinh xuất hiện. Biết này có khả năng quan hệ đến có thể áp chế tiên thiên thai độc trong vu hồn hay không, Trương Huyền cố nén kích động, vội vàng nhìn sang. Rất nhanh lật hết, vẻ mặt trở nên khó coi. Những cái này là phương pháp tăng cường linh hồn, hơn nữa nội dung không được đầy đủ, không có tác dụng lớn với thai độc. Rất nhiều thư tịch hình thành thiên đạo công pháp là có thể gia tăng sức chống đỡ cho linh hồn, nhưng lại không thể đối phó tiên thiên thai độc. Nói cách khác, chơi đùa một buổi tối, cũng không tìm được phương pháp đối kháng tiên thiên thai độc trong vô hồn. Này làm sao xử lý? Vẻ mặt buồn bực. Hiện tại đối với hắn, việc cấp bách cũng không phải khiến vô hồn trở nên mạnh mẽ, mà là nghĩ biện pháp áp chế tiên thiên thai độc. Nếu không, một khi người sau nghĩ quẩn, làm ẩm ý một phen, hắn có khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Vốn cho rằng kinh hồng sư nghiên cứu hồn phách cực sâu, ở đây siêu tập thư tịch, liền có thể tìm ra biện pháp tốt, hiện tại xem ra, vẫn là quá ngây thơ rồi. Cũng đúng, tiên thiên thai độc, nếu quả thật dễ dàng giải quyết như vậy, thiên nhân khổng sư khẳng định đã sớm tìm được biện pháp, không đến mức đột phá danh sư cửu tinh mới hoàn toàn hóa giải. Những phương pháp này có thể gia tăng sức chống đỡ cho hồn lực, nhìn có thể dung hợp vào công pháp tu luyện vu hồn hay không. Đơn thuần những thứ này, không thành hệ thống, còn không cách nào hình thành thiên đạo pháp quyết tu luyện, có điều, lúc trước hắn ở chỗ mặc hồn sinh, nhận được công pháp tu luyện vu hồn từ hóa phàm nhất trọng đến cửu trọng, nhìn xem có thể dung hợp cả hai, hình thành thiên đạo cấp hay không. Trước đó thiên đạo cấp, chỉ hình thành đến hợp linh cảnh, do đó hồn lực của hắn, cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới này, tìm được nhiều như vậy thư tịch, có thể thử dung hợp một chút. Hợp, đặt những sách vở này, cùng pháp quyết tu luyện vu hồn chung một chỗ. Thấp giọng hô một tiếng. Phần Phật, hai quyển thư tịch xuất hiện ở trước mắt, vội vàng cầm ở trong tay, tiện tay mở ra. Công pháp tu luyện vu hồn kiều thiên cảnh cùng quy nhất cảnh, không có. Thiếu hụt, đều đạt đến thiên đạo cấp. Chỉ xem chốc lát, Trương Huyền hưng phấn đến suýt chút nữa cười ra tiếng. Vốn cho rằng không thu hoạch được gì, không nghĩ tới, những bí tịch này cùng pháp quyết tu luyện vu hồn dung hợp, vừa vạn hình thành thiên đạo bí tịch. Công pháp tu luyện kiều thiên cảnh cùng quy nhất cảnh, đã gom góp đủ. Có hai quyển này, có thể đoán được, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm để hồn phách, xung kích quy nhất cảnh, thực lực lần nữa tăng nhiều. Hồn lực gia tăng, mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải tiên thiên thai độc, nhưng cũng có thể có tác dụng kiềm chế. Được rồi, trời đã sáng, cũng nên trở về. Trời đùa xong, lần nữa nhìn ra phía ngoài, phát hiện phương đông mặt trời đã sáng lên. chương 1397, Kinh Hồng Sư Lục Tinh 1 Thừa dịp bóng đêm, người khác rất khó phát hiện loại hình phi hành. Ban ngày liền không giống. Không nắm chặt thời gian trở về, bị người khác phát hiện, muốn giải thích cũng giải thích không rõ. Nghĩ đến cái này Trương Huyền không chút do so dự, vô hồn trôi nổi, dọc theo cầu thang bay lượn tới tầng thứ nhất. Trước đó hắn theo ở phía sau học viên đi vào, vẫn ở bên trong tìm sách, xem ra, mặc dù chơi đùa một đêm, lại không tìm được thứ mình cần, mày nhíu lại. Không biết nàng muốn tìm cái gì, coi như muốn giúp cũng không giúp được, Trương Huyền không dừng lại đi đến đại môn. Ân, đi tới trước cửa, đẩy một cái, lại phát hiện căn bản đẩy không ra. Tàng thư khố vì phòng ngừa người khác vào loạn, chuyên môn thiết trí cơ quan đặc thù, trừ khi có thể học viên cùng học phần, nếu không, coi như hóa phạm cửu trọng thậm chí bán thánh cũng khó phá vỡ. Trước đó, có thể đi vào, là bởi vì học viên kia dẫn đầu, hiện tại nàng không đi ra, cũng chỉ có thể bị nhốt ở trong đó, không cách nào rời đi. Này làm sao xử lý? trong lòng hắn không khỏi buồn bực hiện tại trời vừa sáng người rời giường không nhiều lặng lẽ rời đi ai cũng không phát hiện một khi tất cả mọi người ra ngoài một người xa lạ chạy đến địa phương trọng yếu như kinh hồng việt muốn giải thích cũng giải thích không rõ ah nhưng không mở cửa đủ loại cơ quan trận pháp coi như vô hồn cũng có thể chặn lại không cách nào tránh né quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện học viên tìm sách kia căn bản không có ý tứ rời đi Trương Huyền lắc đầu, đành phải ngoan ngoãn chờ. Đối phương không ra, hoặc có người đi vào, hắn liền không cách nào thoát thân, đây là chuyện không có cách nào khác. Được rồi, xoắn suýt cũng vô dụng, vừa vặn thừa cơ nhìn xem thư tịch kinh hồng sư. Đã không ra được, cũng không có gì có thể xoắn suýt, lúc này tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, tâm thần đắm chìm trong thư quán, quan sát bí tịch kinh hồng sư vừa tạo ra. Nhất tinh đến lục tinh đều có, ghi chép lít nhà lít nhít phương pháp tu luyện cùng hiệu quả sau khi luyện thành. Dù sao nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, Trương Huyền tiện tay mở ra pháp quyết tu luyện nhất tinh, nghiêm túc nhìn sang. Thiên đạo thư viện tấn cấp, chỉ cần mở thư tịch ra, nội dung liền sẽ tự động chảy vào trong óc, trở thành kiến thức của hắn, do đó lý giải sẽ nhanh hơn không ít. Muốn trở thành kinh hồng sư, đầu tiên hồn lực phải mạnh, sau đó lấy gần như lấy dáng múa diễn dịch ra. Mục đích của vũ điệu, là để lực lượng linh hồn phát huy đến cực hạn, phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tri thức kinh hồng sư chảy xuôi trong đầu. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Công pháp bí tịch nhất tinh đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Nói cách khác, hiện tại hắn đi khảo hạch, có thể nhẹ nhõm thông qua khảo hạch kinh hồng sư nhất tinh. Kinh hồng sư yêu cầu rất mạnh tới hồn lực, hắn tu luyện vu hồn, hồn thể càng vượt qua 10 mét, hồn lực mạnh không thể nghi ngờ, Người khác học tập cả đời mà không cách nào đạt đến cảnh giới, đối với hắn, đơn giản như ăn cơm uống nước. Tiếp tục, thấy học viên kia vẫn không có ý tứ rời đi, biết đi không được, Trương Huyền tiếp tục nhìn sang thư tịch nhị tinh. Võ giả có võ kỹ, kinh hồng sư cũng có vũ kỹ. Lời ít mà ý nhiều, lấy múa làm kỹ, lấy múa làm thuật giết địch. Khẽ múa, thiên địa lay động, khẽ múa, thần hồn tịch diệt. Múa làm môi giới công kích linh hồn. Nhìn thấy thư tịch nói, Trương Huyền nhịn không được gật đầu. Vũ kỹ của Kinh Hồng Sư, giống như Vu Hồn, Sư Ngôn Thiên Bẩm, là một loại công kích hồn phách, lấy vũ điệu làm môi giới, mới có thể phát huy lực lượng đặc thù mạnh nhất. Nếu là môi giới, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể giống như công kích linh hồn, vũ điệu cũng không cần hay không. Tiếp tục đọc xuống, một nội dung đi vào tầm mắt. Không cần khiêu vũ, chẳng lẽ là vô kiếm chi cảnh. Trong lòng hắn kích động. Vũ ký hắn không hiểu, nhưng kiếm pháp lại cực kỳ am hiểu, căn cứ miêu tả, kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, không định ở vật, cỏ cây trúc đá đều có thể làm kiếm. Tiếp tục tinh tu, thậm chí còn có thể đi đến cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Nói cách khác, kiếm chỉ là môi giới thi triển lực lượng mà thôi, không cần kiếm, đồng dạng có thể thi triển kiếm pháp, thậm chí càng thêm tự nhiên, mượt mà, mau lẹ. Trên bí tịch ghi chép, rất rõ ràng, khác biệt phương thức tu luyện của kinh hồng sư khác, Tốc hành đại đạo, vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiếp tục xem đi. Đã lấy động tác phát huy công kích linh hồn lực, nói như vậy là động tác, đi đường là động tác, giơ tay nhấc chân là động tác, hết thảy cử chỉ trong lúc lơ đáng cũng là động tác, hẳn là phù hợp đại đạo, đều thuộc về vũ điệu. Lấy chân chính tự nhiên, tận lực thay thế vũ điệu, mới thật sự là kinh hồng sư. Trương Huyền lật sách một lần, nhắm chặt hai mắt, lý giải tri thức trong đó kéo kẹt, kéo kẹt. Linh hồn giòn vang, phảng phất như cả người đi vào cảnh giới hoàn toàn mới. Kinh hồng sư nhị tinh, đến. Tiếp tục, liên tục học tập, để hắn như uống cam lộ, hắn càng ngày càng hưng phấn, tiếp tục nhìn lại mấy quyển còn lại. Sau hai canh giờ, tất cả bí tịch đều nhìn một lần, hoàn toàn lý giải, dung hội quán thông. Hồn thể to lớn, giống như nhận được rèn luyện, càng thêm tinh thuần thấu triệt. Kinh hồng sư, lấy vũ điệu dẫn động linh hồn, tiến hành công kích, mê huyến, quyến luyến, chém giết. Có được uy lực không hiểu, mặc dù Trương Huyền không học qua vũ kỹ, nhưng bên trong cao thâm nhất, nhắm thẳng vào đại đạo, hiện tại hắn lý giải nghề nghiệp này, dưới thất tinh, có thể nói không người có thể sánh bằng. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần hắn khảo hạch, tuyệt đối có thể đi đến lục tinh đỉnh phong. Thật nhanh, sau khi thư viện tấn cấp, tốc độ học tập cũng cực nhanh. Trước kia, loại chức nghiệp đặc thù này, học tập nhất tinh, không sai biệt lắm một canh giờ, hiện tại giảm bớt một nửa. Từ đối với kinh hồng sư một chữ cũng không biết, đến vô địch dưới thất tinh, cũng chỉ dùng ba canh giờ mà thôi. Người kia đâu? chương 1398, kinh hồng sư lục tinh 2. Đứng dậy, trương huyền nhìn lại xung quanh, nhịn không được sướng sở. Tàng thư khố minh mông, đâu còn có nửa bóng người. Ta sát, người đi lúc nào? Trương Huyền trừng to mắt, suýt chút nữa hôn mê. Vừa rồi tu luyện quá mức tập trung tinh thần, không nghĩ tới học viên dẫn hắn vào đã rời đi. Tàng thư các, đi vào cần tiêu hao học phần, bình thường không có nhiều người, từ đêm hôm qua đến bây giờ cũng chỉ có một học viên. Nàng đi rồi, bản thân làm sao ra? Sẽ không bị nhốt lại vài ngày chứ? Trương Huyền buồn bực, cái này gọi là chuyện gì, sớm biết liền không tu luyện đầu nhập như thế bị giam trong này cũng không có gì, thân thể còn ở bên ngoài, một khi bị phát hiện, phiền phức liền lớn. Hắn là hồn thể, nhốt ở trong phòng, không ăn không uống mấy ngày cũng không tính là gì, mấu chốt là thân thể, còn giấu ở trên đại thụ phía ngoài. Mặc dù nấp rất kỹ, ban đêm rất khó phát hiện, nhưng ban ngày liền không nói được rồi. Bị phát hiện, thật sự rất phiền toái. Nhìn có biện pháp đi ra hay không? Biết hiện tại đã đến chưa, Trương Huyền rốt cuộc đợi không được, vội vàng đi tới gần đại môn, nhìn xem có thể tìm khe hở hoặc là những phương pháp khác rời đi hay không. Dạo qua một vòng, tràn đầy bất đắc dĩ. Những cơ quan này cấu tạo cực kỳ nghiêm mật, không có lực lượng thánh giả căn bản mở không ra. Nếu như thân thể ở đây, dùng ngón tay chạm một cái, Thiên Đạo thư viện tạo ra thư tịch, liền có thể nhẹ nhõm tìm ra thiếu sót, thừa cơ phá giải. Mà bây giờ chỉ có hồn thể, liền không có biện pháp. Loại tử vật này không cách nào chạm đến, không thể tạo ra thư tịch, Minh Lý Chi Nhãn cũng nhìn không thấu. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ ở chỗ này? Mí mắt Trương Huyền xoay loạt, cực kỳ buồn bực. Được rồi, chờ xem, cuối cùng cũng sẽ có người đến tàng thư các a. Tìm không thấy đường ra, đành phải từ bỏ, đang định tìm một chỗ nấp đi, thật tốt chờ lấy, liền nghe đến đại môn kẹt kẹt. Một tiếng, từ bên ngoài từ từ mở ra. Ân, có người đến không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tới, hưng phấn đến trực tiếp nhảy lên, thân ảnh Trương Huyền vào tới, đi tới sau cửa lớn chờ chạy đi. Hô, một bóng người đi đến, là nữ tử hơn 30 tuổi, quần áo lộng lẫy, mang theo khí chất tao nhã. Vừa vào cửa, nữ tử đang muốn vào trong, đột nhiên nhướng mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn tới vị trí Trương Huyền. Người nào, đi ra, nghe nói như thế, thấy được ánh mắt nàng, toàn thân Trương Huyền cứng đờ hiện tại hắn là vô hồn, nói cách khác, vô hình vô chất, người bình thường là không nhìn ra, trốn ở chỗ này không nhúc nhích, bị đối phương phát hiện, làm sao có thể. Thánh giả, con người hắn co rụt lại, có thể làm được điểm ấy, chỉ có một khả năng. Đối phương là thánh giả, tu vi đến thánh giả, siêu phàm thoát tục, có năng lực lĩnh ngộ không gian, mặc dù bản thân giấu rất bí ẩn, nhưng bị giới hạn tu vi, sóng linh khí ở vị trí hồn thể khác biệt địa phương khác vẫn sẽ bị phát hiện. Thế nào, không muốn đi ra. Nhíu mày, nữ tử hừ lạnh một tiếng, lật tay một cái, bỗng nhiên vồ tới vị trí của Trương Huyền. Âm âm, chân khí cổn động, cả không gian tựa hồ bị phong tỏa, Trương Huyền cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như bị người cầm cổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền ép hồn phi phách tán. Mặc dù hồn thể hắn to lớn, nhưng thực lực chỉ có hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh đỉnh phong, So với cường giả thánh cảnh Khác biệt thực sự quá lớn Căn bản vắng mặt một cấp bậc Trốn Biết không tránh né Tùy ý đối phương công kích Vô cùng có khả năng chết ngay tại chỗ Phu hồn vận chuyển Trương huyền thẳng tắp phóng ra ngoài Âm âm Hồn thể to lớn kích thích từng tiếng gió Gào thét lao ra ngoài cửa Là phu hồn Vẻ mặt nữ tử ngưng lại Vừa rồi nàng cảm thấy có người ở trong phòng Còn tưởng rằng là dùng chướng nhãn pháp gì không nghĩ tới lại là vu hồn. chức nghiệp vu hồn sư, mấy vạn năm trước liền biến mất, kinh hồng viện tàng thư khố lại đột nhiên toát ra một cái, có lai lịch gì? Trốn chỗ nào? Khẽ kêu một tiếng, thân ảnh chào một cái, lăng không bắt tới hồn thể đang chạy trốn. Âm âm, cường giả thánh cảnh toàn lực ra tay, không gian phương viên mấy ngàn mét giống như lập tức bị chân khí phong tỏa, không khí cũng phát ra oanh minh. Nguy rồi, hồn thể của Trương Huyền mới vừa chạy ra tàng thư khố, vốn định nhảy vào không trung, liền cảm thấy thân thể cứng rắn, giống như lọt vào đầm lầy, muốn chạy trốn, nhưng làm sao cũng không thể hành động. Đây là chân khí khóa không của cường giả thánh cảnh. Toàn thân Trương Huyền cứng ngắc. Trương 1399, thân thể phạm nhị một Cường giả thánh cảnh, vận dụng lực lượng, có thể phong tỏa không gian, để người rơi vào trong đó, như rơi vào vũng bùn, không thể động đậy cái này gọi chân khí khóa không, trừ khi thực lực cũng đạt tới thánh giả, mới có thể phá vỡ, nếu không, bất kể tốc độ hay lực lượng, đều sẽ bị ràng buộc, nhiều nhất phát huy ra một phần mười uy lực trước kia. Vẻ mặt trương huyền khó coi, cắn răng, tiếp tục vào tới bầu trời. Nhưng bị chân khí khóa không của đối phương giới hạn, tốc độ chỉ có một phần mười trước đó, tựa như ốc sen. Ở trong tay ta cũng muốn trốn, nằm mơ, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, tú nghi hơi dương, ngón tay nhắm vị trí của Trương Huyền liên tục gảy ba lần. Bành bành bành, sóng khí nấu không, Trương Huyền lập tức cảm thấy ngực khó chịu, hồn thể to lớn không tự chủ được run rẩy, đau đầu muốn nứt, tựa như lúc nào cũng khống chế không nổi, từ phía trên ngã xuống. Công kích linh hồn, sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Nữ nhân này, khẳng định là trưởng lão hoặc cao tầng của Kinh Hồng Viện, công kích linh hồn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, vừa rồi ba chỉ kia, mặc dù động tác đơn giản, lại làm cho hắn bị thương, thân thể như điện giật cực kỳ khó chịu. Nhất định phải trở lại thân thể, nếu không, làm không cẩn thận sẽ bị nàng giết. Trong lòng sinh ra ý lạnh, đổi lại cường giả thánh cảnh khác, cho dù là mi viện trưởng, triệu viện trưởng, muốn tổn thương vô hồn của hắn cũng rất khó. Người sau vô hình, trừ khi khống chế thủ đoạn công kích linh hồn, nếu không, công kích vật lý cơ bản vô hiệu. Nhưng người trước mắt, thân là cao tầng của kinh hồng viện, nghiên cứu linh hồn rất sâu, muốn chém giết bản thân chỉ là một ý niệm. Vu hồn bị giết, chính là chết rồi, không còn khả năng sống. Cơ hội duy nhất, chính là trở lại thân thể. Như vậy mặc dù sẽ bại lộ nhục thể, nhưng giờ phút này đã không có biện pháp. Dù sao cũng tốt hơn bị đánh chết ở đây. Cô nén đau nhức, thẳng tắp bay về phía đại thụ, còn chưa đi xa, liền nghe phía dưới có tiếng hử nhẹ. Còn muốn trốn, soạt, ngay sau đó nữ tử lật tay một cái, đập mấy lần lên không chung. Lực trùng kích to lớn phá không mà đến, Trương Huyền cảm thấy cả người giống như bị sao băng đánh trúng, phù hồn liên tục bổ nhào ở trên trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. May mắn hồn thể của hắn vượt qua 10 mét, hình thể to lớn hóa giải không ít lực công kích, lại thêm tu luyện thiên đạo vô hồn, hồn lực tinh thuần, nếu không lần này khẳng định chết rồi. Dù như thế, linh hồn cũng cực kỳ đau đớn, bị trọng thương biết đối phương tiếp tục công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, Trương Huyền đang định nhịn đau, tiếp tục vò tới đại thụ, đột nhiên một cái ý nghĩ xông ra, toàn thân cứng đờ, dừng ở tại chỗ. Dựa theo lực công kích của đối thủ, vô hồn bình thường khẳng định đã chết, là hồn thể hắn mạnh mẽ, trải qua thiên truy bách luyện mới không bị thương căn bản. Tiếp tục chạy trốn, đối phương khẳng định sẽ ngạc nhiên, bộc phát ra lực công kích càng lớn, một mực bị công kích, phòng ngự mạnh hơn cũng chỉ có kết cục bị giết. Mà nếu như để đối phương cho rằng đã đánh giết bản thân, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Quả nhiên, hắn dừng ở trên không trung, thân thể co lại thành một đoàn, làm hình tán loạn, không còn động tác gì khác, nữ tử thở phào nhẹ nhõm. Năm đó Vu Hồn sư phản bội nhân tộc, trở thành đồng lõa của dị linh tộc, lúc này xuất hiện một cái, chẳng lẽ có quan hệ sự kiện kia, nguy rồi, ta không nên trực tiếp đánh chết a. Cảm nhận được không chung không còn động tính. Nữ tử đột nhiên nhớ tới chuyện gì, sầm mặt lại. Vu hồn sư bị nhân tộc diệt sạch, nếu như muốn nói còn có truyền thừa, chỉ sợ sẽ có quan hệ tới dị linh tộc. Học viện mới vừa xảy ra chuyện, liền toát ra một tên, có phải cả hai có liên hệ nhất định hay không? Nếu thật như vậy, vừa rồi mình không nên ra tay đánh chết đối phương a. À? Không đúng, nếu như là vu hồn, làm sao dám từ trong phòng chạy ra? Không phải vu hồn thì lại là cái gì? đang suy tư nàng chợt nhớ tới một việc vu hồn thuộc tính âm hàn tình huống bình thường ban ngày là không dám ra nếu không ánh nắng cực nóng rất dễ dàng thiêu đốt chết cho dù không chết hồn lực cũng suy kiệt sống không bằng chết vừa rồi vật vô hình nhảy ra ngoài kia rõ ràng không e ngại ánh nắng chẳng lẽ không phải vu hồn vậy lại là cái gì thân là cường giả thánh cảnh biết thế giới bao la không ít chức nghiệp cùng thủ đoạn đặc thù cực kỳ quỷ dị, coi như nàng kiến thức rộng rãi, cũng không dám nói biết tận. Thật giống như một loại thánh thú tên nhược lân thú, đứng ở trên bờ, toàn thân đen kịt như mực, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng là quái vật khổng lồ, nhưng vừa tiến vào trong nước, sẽ lập tức biến thành trong suốt, tựa như ẩn hình. Vừa rồi tên này, có thể cũng là loại động vật này hay không? Có khả năng. Nếu không, phù hồn nhân loại tuy có mạnh yếu, nhưng không có khả năng cao hơn 10 mét rõ ràng vượt ra khỏi nhận biết nguy rồi tên này khẳng định giả chết vừa rồi nàng dùng đều là thủ đoạn công kích linh hồn của kinh hồng sư nếu đối phương là vu hồn khẳng định khó có thể chịu đựng nhưng nếu là thánh thú đặc thù da dày thịt béo chưa chắc sẽ có chuyện nói cách khác tên này thoạt nhìn không có động tính nhưng trên thực tế là đang giả chết muốn gạt ta cút ra đây cho ta sầm mặt lại nữ tử nâng bàn chân lên bỗng nhiên đạp mạnh trên mặt đất ầm ầm đại địa lay động kịch liệt chân khí dâng trào hình thành sóng khí nóng rực lan tràn ra bốn phía bị phát hiện trương huyền không nhúc nhích vốn cho rằng đã lừa qua ải nghe nói như thế biết căn bản không có thành công vẻ mặt buồn bực đang định tiếp tục vò tới đại thụ cách đó không xa chỉ thấy thân cây to lớn nhoáng một cái chương 1400, thân thể phạm nhị hai phù phù một bóng người trạng thái như thi thể thẳng tắp từ phía trên rơi xuống, đầu đâm vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Mắt Trương Huyền tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê. Cái này, không phải thân thể của hắn thì là ai? Vốn trốn ở trong trạc cây, coi như vững chắc, chân khí của nữ tử này sung kích, đại thụ lay động, liền trực tiếp ngã xuống. Vốn còn nghĩ, coi như vô hồn bị phát hiện, chỉ cần thân thể còn không có bị phát hiện, coi như an toàn. Dù sao, cái trước vô hình vô chất, không có minh lý chi nhãn, liền không nhìn thấy dung mạo, chỉ cần chạy ra tiểu viện, liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cái này ngược lại tốt, thân thể lộ ra, bị đối phương nhìn rõ ràng, lại trốn không thoát. Người nào? Hắn buồn bực sắp hộp máu, nữ tử càng kinh ngạc, gầm lên giận dữ, bàn tay vung lên, thẳng tắp đập qua. Âm ầm chân khí cuồng bạo, bí mật mang theo khí thức để cho người ta khó mà chống lại, phủ đầu nghiền ép thừa cơ trở lại thân thể. Biết chỉ có một cơ hội, Trương Huyền cắn răng đang định chui vào thân thể, chỉ thấy thân thể đầu cắm vào lòng đất, bàn tay ở trên mặt đất bỗng nhiên vỗ, thẳng tắp sông về phía trước. Tốc độ nhanh chóng, tựa như mũi tên. Thiên đạo thân Pháp, là, vô niệm vô tưởng. Mắt tối sầm lại, thân thể Trương Huyền lay động. Thân thể của hắn, lĩnh ngộ vô niệm vô tưởng, coi như linh hồn vắng mặt, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ chủ động ứng đối trường lực của đối phương hùng hậu thân thể phát hiện không phải đối thủ dưới su cắt tị hung lập tức chạy trốn nhìn xem bóng lưng đi xa trương huyền khóc không ra nước mắt mẹ nó người muộn nửa cái hô hấp ta liền chui vào bây giờ thoát ra giống như gặp quỷ để cho ta xấu hổ như thế nào a hát mấu chốt nhất là người chạy nhanh như vậy ta làm sao đuổi vu hồn chỉ có thực lực hợp linh cảnh đỉnh phong mà thân thể nắm giữ thực lực kiều thiên cảnh lại thêm thiên đạo thân pháp, hồng trần đạp thiên bộ. Một khi phát lực chạy như điên, khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa. Cái này gọi là chuyện gì? Đáng giận, chạy đi đâu? Nữ tử thấy từ trên cây ngã xuống một người trẻ tuổi, xoay người chạy, càng tức thiếu chút nữa nổ tung, bàn chân đạp mạnh, lăng không mà lên, thẳng tắp đuổi theo. Thân thể thi triển thiên đạo thân pháp, tốc độ cực nhanh, xem như nàng cũng cần phát lực chạy như điên mới có thể rút ngắn nhanh bắt lấy thấy nữ tử ra tay trương huyền thở phào nhẹ nhõm trong lòng mới hô xong trên mặt một hồi cổ quái chuyện này là sao nhìn thấy người khác bắt bản thân thế mà hô tốt suy nghĩ một chút cũng choáng váng a à. nếu không phải như hai thân thể làm sao sẽ thất thố như vậy không đúng bị nàng bắt ta càng vào không được buồn bực qua đi vội vàng nhảy lên theo sát ở phía sau vào tới lập tức liền thấy thân thể đâm vào trên vách tường, đập ra một cái lỗ thủng, tiếp tục tiến lên. Người kiềm chế một chút cho ta. Trương Huyền nhức nhối, suýt chút nữa chửi ầm lên. Cái vô niệm vô tưởng này, chỉ có thể đối mặt nguy hiểm làm ra phòng ngự, không có khả năng giống như chân nhân, đủ loại tránh né, coi như thế, và tưởng cũng có chút quá mức. Để ngươi su cắt tị hung, trốn tránh công kích, không phải để ngươi đụng nát nhục thể A-Hát. Như vậy coi như chạy thoát, thân thể rách dưới, còn làm sao đi vào. Dừng lại cho ta, đang buồn bực, chỉ thấy nữ tử ở trên không trung đã đuổi kịp, bàn tay lớn vỗ mạnh, không gian chung quanh bị chân khí phong bế, tựa như tạo thành một cái lồng giam. Bành, 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 cảm nhận được nguy hiểm, thân thể tiếp tục vô niệm vô tưởng, thi triển thiên đạo quyền pháp, muốn phá vỡ lồng giam, có điều chân khí kiều thiên cảnh, lực lượng 16 triệu đỉnh căn bản không đủ để phá vỡ lực lượng quá trăm triệu của cường giả thánh cảnh. Ngươi là ai, vì sao trốn ở trong Kinh Hồng viện tàng thư các? Biết tên này không phá nổi lồng giam, nữ tử cũng không động thủ nữa, mà ánh mắt lấp lánh nhìn sang. Bành 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 bành. Nhục thể đương nhiên sẽ không trả lời, điên cuồng công kích lồng giam, phát ra một hồi oanh minh. Tự tìm cái chết. Thấy mình tra hỏi, tên này lại không thèm để ý, coi nàng như không có gì, nữ tử tức đến đỏ bừng cả mặt, cổ tay khẽ đảo, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ lòng bàn tay hội tụ ra nhìn bộ dáng của nàng không quay lại đáp có thể sẽ một trưởng đánh giết hắn vô niệm vô tưởng là một loại cực hạn trong thân thể vu hồn sư truyền thừa của vu hồn biến mất coi như nữ tử thân là thánh giả cũng không biết đây chỉ là cái nhục thể không hồn căn bản không có khả năng trả lời thân thể bị đánh nát muốn trở về cũng không được a hát giờ phút này trương huyền rốt cục cũng lao đến thấy đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích bị dọa đến hồn phi phách tán không dám tiếp tục dừng lại tung người đi vào lồng giam, chui vào mi tâm nhục thể. Lồng giam là phòng ngự vật lý, không ngăn được vu hồn. Hồn phách vừa tiến vào thân thể, lập tức phát hiện lực lượng của nữ tử bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, vội vàng khống chế thân thể ngừng lại, ôm quyền, thanh âm vang vang. Đa tạ tiền bối giúp ta ngăn chặn tâm ma, miễn trừ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 1400.